Bạch thầy, hồi ở Việt Nam, các chùa và quý thầy ăn chay không được ăn trứng, hành, tỏi. Nhưng qua đây con thấy các chùa và quý thầy ăn chay thì ăn được trứng và hành tỏi. Như vậy có phạm giới không? Cái này nó cũng chẳng có giới gì để phạm. Nhưng mà như thế này, cái lý do là mình không ăn ngũ tân, bởi vì trong đó có nhiều chất kích thích tố, thì người xuất gia mình giảm thì cũng là một cái tốt cho mình. Cộng thêm mình ăn nhiều cái này á, thì cái hơi thở mình nó cũng hôi, cái mồ hôi mình bình thường nó cũng đã hôi rồi, mà ăn thêm cái đó thì nó đắp mồ hôi. Bình thường đâu có ai kêu mồ thơm đâu, kêu mồ hôi không rồi chứ đâu ai kêu mồ thơm, mà ăn cái đó nhiều thì nó triple mồ thơm. Ông thầy mà ngồi nói chuyện với người ta mà thay vì người ta chấp tay mô Phật mà tức cứ mô Phật thì nó không tiện, cho nên mình giảm cái đó đi. Còn vấn đề ăn trứng mình không thấy và không chủ trương thì thôi, còn ví dụ trong bánh bông lan, trong bánh mì đồ đó cứ bình thường. Thưa đại chúng, cái ăn á nó chưa có tu gì hết á, nó chỉ mới được chút xíu của cái thân thôi. Ăn chay là để tạm thời gọi là thanh lọc cái thân, và nó làm cho cái thân mình nhẹ nhàng thì cái tánh tình mình nó bớt nóng nảy, tức tối sát khí, chứ chưa có tu bao nhiêu hết. Mình không ăn cũng không sao, mà mình có ăn cũng không có răng. Người ăn người không ăn á, đừng có chê, đừng có trách cái người ta ăn, vì không khéo á mình tu được chưa bao nhiêu mà mình lại vướng vấp. Hành nó không làm mình giải thoát, mà rốt cuộc mình nó làm mình ràng buộc. Có một cái ông đó, cái chú tiểu đó, thấy một vị hòa thượng ăn trứng gà, chú mới chê, nói tu hành mấy chục năm mà nhìn không được có cái trứng. Như con là thầy thấy không, ăn rau quanh năm. Thì hòa thượng khai thị, có một cái bụng rau mà nó cũng làm dữ. Chú tỉnh. Thưa đại chúng, ở đây á, cái vấn đề đề xướng ngũ tân là do các tổ Trung Quốc, chứ không có truyền thống trong Phật giáo nguyên thủy thời Phật. Bởi vì nguyên thủy thời Phật là không có chủ trương nấu ăn, mà mình phải đi khất thực. Mà đi khất thực thậm chí người ta cúng thịt còn ăn, chứ đừng nói chi là cúng hành, cúng tỏi. Hành tỏi thì thủy chung nó cũng là, nó là rau mà. Nhưng mà sau này các tổ Trung Quốc thấy rằng cái điều cái ăn những cái đó, cái nồng hôi nó nhiều, thì chúng ta giảm. Bây giờ muốn nói cho cái người giảm kia cảm lòng mà giảm, thêm câu nữa, ăn cái này nhiều tụng kinh không linh. Hỏi sao vậy? Các vị hộ pháp thiện thần ngửi cái mùi này không nổi, các ông không dám tới gần mình để bảo hộ cho mình. Ôi cha, nghe cái này là mê nhất. Tu làm sao mà hộ pháp thiện thần chạy theo rần rần mà độ mình là khoái quá rồi. Cho nên chụp tấm hình mà có được mấy cái bông gì nó nhảy như vậy đó. Ôi cha, mạng Đà La nè, thấy không? Giờ tôi tu mạng Đà La đây được. Mà bữa nào mạng không xuống cho mình la. Thôi thì bây giờ á, các vị cứ nhẹ nhàng. Mình ăn được thì mình ăn, không được thôi, không có gì phiền hà hết. Ăn chay làm sao mà mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi trong mọi vấn đề. Thậm chí ha, lỡ bữa nào mình đi, mình ăn chay trường mà mình book cái vé bay về Việt Nam mấy chục tiếng đồng hồ mà mình quên đặt đồ chay đi, họ đem tới cho mình mấy cặp sandwich có ham á, lúc đó mình phải làm gì? Lột ham ra, cất cái ham ăn bánh mì thôi, kệ có mùi chút cũng ngon. Và thưa đại chúng là lúc đó mình có ăn cái miếng bánh mì mà có dính cái ham đó đó, không hề tội lỗi gì hết, mà cũng không mất đạo hạnh gì hết. Mình ở trong cái tình, cái này gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền. Gặp cái cảnh mà gặp cái chuyện gọi là
Rắc rối thì mình phải tùy theo cái phương tiện chữ quyền này là tạm. Tạm thôi mà. Giới luật mà còn giữ, mình giữ giới mà còn có bốn trường hợp để giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Thế nào gọi là khai? Nếu như mình á, bệnh mà bác sĩ nói là cái đau nhức này á, uống thuốc này thêm một cốc rượu thuốc, hay là bây giờ người ta có rượu tỏi đó, uống một muỗng vô để mà trị bệnh đau nhức. Bây giờ mình vì trị bệnh mình uống một miếng rượu tỏi này, gọi là khai. Khi nào mình hết bệnh rồi, mình giá là mình ngăn lại, rồi mình trì là mình giữ. Còn mình lỡ ghiền rồi mình nói tôi đau hoài thì cái này trường hợp gọi là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Luật không có bao giờ. Có một vị hòa thượng đó, ông bệnh mà bác sĩ nói là ông phải chỉ cần ông uống một thang thuốc này với con gà thôi, gà nấu á, nấu nước thôi, hết bệnh. Ông nhất định ông uống. Đệ tử thấy thầy bệnh hoài, thôi cuối cùng họp với nhau lén nấu cho hòa thượng chén canh gà uống. Hòa thượng uống xong hết bệnh. Bắt đầu hết bệnh rồi, khỏe rồi, đi điều tra. Trời ơi, thuốc gì mà linh hay quá vậy con. Lúc này đệ tử mới nói thiệt, nói dạ bạch thầy, con thấy thầy không uống mà tụi con lén để trị bệnh cho thầy là thầy uống nước canh gà mà thầy hết bệnh đó. Ổng nghe như vậy sao ổng tức quá, ọc máu chết. Học máu chết cái bắt đầu đọa làm một cái ngạ quỷ trong chùa. Đêm nào ông cũng về, ông rên một câu thôi: nhất dạ ẩm kê than. Nhất dạ ẩm kê than là một đêm mất đạo hạnh chỉ vì uống một chén canh gà. Than vậy đó, nhất dạ ẩm kê than. Thì có trong chùa đệ tử bó tay hết. Lên Google tìm hoài coi có phương pháp nào trị mà không có. Cuối cùng có một vị đạo hạnh khác đến chùa thì các chú mới kể chuyện này ra. Thì cái vị thiền sư mới nói được rồi, để tối nay tôi khai thị cho thầy mấy ông. Thì đêm đó cái vị ngạ quỷ đó xuất hiện cũng than như vậy. Thì lúc này một vị hòa thượng khác khai thị. Con quỷ nó đáp rằng nhất dạ ẩm kê than, thì vị này đáp lại: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp thân miệng ý ông thanh tịnh, ông cùng với Phật dạo cảnh Tây Phương, lo gì cái chuyện uống chén canh đó. Ngạ quỷ nghe xong thoát kiếp. Thì cái câu chuyện đó chỉ muốn nói với chúng ta, ở trong cái vấn đề tu hành, tại sao ngôi chùa của chúng ta có cái mái cong mà không là mái thẳng? Vì cái mái cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Đạo Phật không có cứng nhắc, mà đạo Phật biết tùy duyên. Mình đã tạo mọi duyên nhưng mà cuối cùng không được, chừng đó mình phải tùy duyên, chứ không phải đụng cái gì cũng tùy duyên. Người việc gì cũng tùy duyên mà không cố gắng tạo duyên, tích duyên, giữ duyên, trân trọng cái duyên, mà cái gì cũng đổ thừa, thì cái này là gì? Không có ý chí. Còn mình làm hết tất cả mọi việc mà chừng đó vẫn không được nữa thì mình phải đành chịu. Cho nên giữ giới đó là khai, giá, trì, phạm. Mình có ăn được thì tốt cho mình. Mà mình người mình thấy người ta ăn mà người ta vẫn tu thì có bình thường, đâu có chuyện. Quan trọng là tham sân si mình giải. Mình không ăn hành, không ăn tỏi mà sân si mình cũng đầy dẫy thì không nên. Đúng không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này. Con được học Phật giáo có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Phật hiền kiếp là Đức Bổn Sư, Phật vị lai là Di Lặc. Hàng triệu năm nữa mới tới nhiệm kỳ. Trời này sao giống bầu cử quá. Vậy năm nay hơn 2000 năm tới nữa gì? Vậy nay mới hơn 2000 năm đã tới kỳ mạt pháp, tương lai sẽ như thế nào? Thầy khai ngộ cho con, mô Phật. Hãy trả lời cuộc đời.
khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thôi tạm thời hát khúc Thủy Du đi. Có một cái vị đó đi lên hỏi một ông thầy, để bạch thầy, sau khi chết mình đi đâu? Ông thầy nói tôi chưa chết. Tôi chưa chết tôi biết tôi đi đâu. Nhưng mà Phật tử cần phải hiểu ba chữ của cái Phật, cái câu này. Mình không giải quyết là bây giờ hơn 2000 năm nữa thì tương lai đi về đâu. Thiệt sự là em cũng không biết em đi về đâu nữa. Có nhiều lúc em chỉ đi Cali 5 ngày mà em không biết thân phận em tối nay ngủ đâu nữa mà. Chỉ có 5 ngày thôi mà em còn bị đá như banh mà thì cái chuyện. Đấy. Hôm nào mà mình giận, hai vợ chồng mà giận nhau, mày đi qua ba mày, mày ngủ đi. Đó. Chung nhà đó mà còn đá tới đá lui nữa. Giận nhau không thèm nấu ăn. Thì quý vị tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra after mấy ngàn năm nữa. Khủng hoảng quá. Bây giờ mình hiểu chữ ba thời kỳ của Phật Pháp. Thế nào là chánh pháp? Thế nào là tượng pháp? Và thế nào là mạt pháp? Chữ chánh pháp được định nghĩa là thiền định kiên cố. Cái thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ người ta tu đâu chứng đó. Vì sao? Vì ít những cái mê hoặc ở bên ngoài. Ví dụ như hồi trước vô chùa tu, không có iPhone, không có iPad, phải không? Không có internet, không có tivi, không có cái gì hết. Cũng là cơm lạc rồi đại khái đời sống vậy thì cái chuyện tu nó dễ rồi. Bây giờ mà iPad cũng có, iPhone cũng có thì ai đi tu, ai tụng? Pháp Hòa hay chọc mấy đứa nhỏ nói iPad, iPhone, no I pray. Vừa rồi Pháp Hòa chọc câu thứ hai, nói Thiên Chúa giáo có Amen, Hồi giáo có Allah, Phật giáo A Di Đà, Mô Bô giáo Alo. Mô Bô giáo này chiếm tín đồ nhiều nhất. Nghĩa là tín đồ này trung thành với Mô Bô giáo đến mức độ mà vô nghe pháp vẫn chưa chịu tắt alo mà. Ở trên này ta tụng kinh mà mình cũng alo, mà thậm chí bên ngoài ta vẫn A Di Đà. Cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là lúc đó con người ít những cái phan duyên bên ngoài và sự hành trì nó dễ dàng hơn. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp. Tượng pháp nghĩa là thời kỳ tháp viện kiên cố, chùa nhiều lắm, viện nhiều lắm nhưng mà cái chất nó giảm. Có nhiều khi Phật tử mình chưa hiểu thâu, mình chưa biết ý nghĩa phụng sự Tam Bảo nữa. Đi chùa này không được, ghé chùa kia nghe không? Ghé về đừng có nói nghe. Cái đó không nên. Mình quy Tam Bảo là Tam Bảo chung Phật Pháp Tăng mà. Nơi nào có Phật, có Pháp, có Tăng là nơi đó có đệ tử Phật. Thời kỳ tượng Pháp là tượng là gì? Na ná thôi. Na ná. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam có một dạo, người ta cũng cạo đầu, người ta quấn y, người ta ôm bát, người ta ra đường, người ta khất thực. Trời, nhìn giống ông Tăng mà phải Tăng không? Đó là na ná.
Cái đó là hàng lô made in Việt Nam, chứ không phải made in temple. Bây giờ giáo hội muốn thanh lọc cái đó, giáo hội phải ra một cái lệnh là tất cả những thầy mà thiệt sự là sư mà đi khất thực, tạm thời không đi khất thực nữa. Tất cả những sự khất thực của các sư, các tịnh xá, các chùa dừng lại hết. Mà hãy mà ai mà đúng mà một cái người tu thật sự là theo cái lệnh đó của giáo hội thì những ông giả ông đâu có biết cái luật đó, ông sẽ rền khên ở ngoài đường hết. Có hốt không em không dám nói, tại hốt mất công nuôi. Nhưng mà Pháp Hòa nói là cái tượng pháp là na ná. Rồi bây giờ mạt pháp nè. Mạt pháp là gì? Mạt pháp là đấu tranh kiên cố. Giờ mình có đang ở trong thời kỳ đấu tranh kiên cố không? Một người này nói một câu, người kia nói một câu, mà bây giờ nó còn tân tiến hơn. Email nè, Facebook nè, FaceTime nè, Zalo nè, Tango nè, Disco nè, Viber nè, rồi gì nữa list luôn đi, YouTube. Ta thử ra là bây giờ là đấu tranh kiên cố, mình bất đồng, bất mãn, bất bình với ai rồi thì mình sao bất chấp. Mình bất bình, bất mãn với người nào rồi là mình bất chấp họ là ai, và mình nói điều đó có ảnh hưởng gì đến cả đạo giáo hay không mình cũng không còn nhớ nữa. Mình làm xong để mà thỏa cái sự tức giận của mình thôi, mà mình quên rằng nhưng không chết người trai lính trẻ mà chết người gái nhỏ hậu phương. Cách đây 2 ngày có một Phật tử lên nói Pháp Hòa là bây giờ con không ưa cái người đó, con có thể phô trương cái chuyện xấu của họ được không? Thì Pháp Hòa không trả lời, mà Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đạo hữu không thích cái người đó, họ đang đứng ở cây xăng, họ đổ xăng, đạo hữu lại cầm một viên quẹt châm vô cái đó, mục đích là mình nổ chết cái người mà mình không ưa. Nhưng mà chỉ có phải chỉ chết cái người mình không ưa không, hay là cả một cây xăng đó nó nổ rồi ảnh hưởng biết bao nhiêu những cái người xung quanh? Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi. Đạo hữu hãy quán chiếu Pháp Hòa muốn nói gì. Bây giờ quý vị có nhận được cái điều Hòa nói không? Có nhiều khi mình tức một cái người đó, mình làm cho lợi gan mình, hả giận mình, bất bình, bất mãn, phải không? Mà mình bất chấp, rồi cuối cùng thì mình lại ôm một cái đau khổ cho chính mình, và vì mình đã làm một cái điều nó quá xa. Cho nên cái thời kỳ này chính vì sao mà gọi là mạt pháp? Bởi vì chúng ta nhận pháp mà chúng ta không hiểu pháp. Đúng ra Phật pháp không bao giờ mạt. Phật pháp làm sao mạt được? Trong kinh Dược Sư quý vị nhớ không? Mặt trời dù có mọc ở phương Tây, mặt trăng mọc ở phương Đông, thấy không? Hay là thay đổi cái gì đó, lời của Như Lai cũng không bao giờ thay đổi. Pháp Phật làm sao mà? Nhưng mà chúng ta tiếp nhận nó một cách hời hợt, lật lạc, rồi mình pha chế đủ thứ thì bắt đầu nó mạt. Chứ còn Pháp Phật không có mạt. Cho nên nếu mình hiểu, nhiều khi mình đang sống trong chánh pháp nhưng mà mình tiếp nhận chánh pháp không có một cách nghiêm túc, thì mình cũng có thể đi vào cái chuyện gọi là mình đưa cái chánh pháp mình tiếp nhận trở thành ra mạt pháp. Trước khi dứt, Pháp Hòa nói một câu thôi. Có một vị thiền sư nói như thế này: người tà nói pháp chánh, quý vị nghe kỹ ha, người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp.
Nếu cái đó mà là chánh pháp, nhưng mà rủi thay nó rơi vào một con người tà pháp, thì chánh pháp cũng bị họ bóp méo, họ làm cho nó thành ra tà pháp. Nhưng nếu cái vị đó là cái người nắm vừa giữ mạng mạch của chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp, cái pháp tà mà lọt vô tai họ, tà pháp cũng họ được biến đổi, làm cho nó thành ra chánh pháp. Pháp Hòa ví dụ, người ta nhờ mình đi tới, người ta nhờ mình coi bói, giải sâm. Thì đúng ra là Phật giáo là không có chuyện này à. Phật giáo là không có bàn sâm, không có đoán điềm, giải mộng, giải sao trai hết á. Tại làm sao mà không giải? Bởi vì khi mình té rồi người ta tới, người ta hỏi mình anh có sao không, thì mình nói dạ không sao. Mà không có sao thì mắc gì cũng sao. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái người đó họ đang đi vào cái pháp tà, tạm thời mình gọi là pháp tà nhé. Nhưng mà bây giờ anh ta muốn mình giải xong cái mình dở ra câu rồi mình đọc: Long lân quy phụng báo lành, Quan Âm mà xuất hiện là tạo thành đế vương, thuyền từ đợi bến sông Thương, khéo tu thì mở trăm đường mình đi. À bây giờ mà cái mình bây giờ đây, cái câu này mà gặp mà ông tà là ông giải khác nha. Gặp ông chánh ông nói thấy không, tốt lắm, tứ linh là long lân quy phụng, từ bi hỷ xả, long lân quy phụng báo lành. Người mà sống có từ bi hỷ xả thì lo gì không lành không an. Mà người sống lành sống an rồi thì thênh thang vạn nẻo đường. Tà pháp lọt vô cái tay của ông chánh pháp thì tà pháp thành chánh pháp. Mà bây giờ chánh pháp là kinh điển của Phật, nhưng mà lọt vô cái ông tà rồi thì ông diễn tùm lum hết, ông làm đủ trò hết để mà ông tìm lợi, ông tìm cái sự mà gọi là lợi dưỡng cho họ, hoặc là không đưa đi người Phật tử đi trên con đường chánh đạo. Thôi thì mình để dành mấy câu hỏi này cho ngày mai, tại vì bây giờ nói nữa là tới 10 giờ sao, mà lương trả là nãy giờ hết nửa tiếng rồi. Mình xứ Mỹ mà mướn clean là không có làm chuyện khác. Quý vị mệt chưa? Vậy bây giờ quý vị hiểu chánh pháp tà pháp chưa? Bây giờ mình thấy đạo Phật là không có cầu an cầu siêu, đâu có sao đâu. Phật tử muốn cầu an về chùa tụng kinh cầu an, vô ngồi xuống tụng kinh, tụng phẩm phổ môn. Trong phẩm phổ môn có một câu: nếu người nào mà trôi dạt trên sông trên biển gì đó, người nào cũng hốt hoảng hết, tự nhiên có người bình tĩnh hơn: các người đừng có sợ, hãy niệm Quan Âm đi. Cái câu nói hay vô cùng. Người ta đang sợ hãi khủng hoảng quá, mình cho người ta cái không sợ hãi là Don't worry. Tức là biểu người ta mình cái đó gọi là vô úy thí. Các vị đừng có sợ, hãy bình tĩnh. Ở đây quý vị sống mấy chục năm rồi, quý vị đã trải nghiệm ra động đất chưa? Có rồi. Nhưng mà mỗi lần vậy mà con mình nó sợ thì mình lại chấn nhiếp nó: đừng có sợ. Một cuộc sống của mình đó, nó có cỡ nào đi nữa đó, nhưng mà mình khéo léo mình balance nó lại thì nó cũng sẽ yên thôi. Mình đang đi trên một chiếc thuyền đông người, chiếc ghe đông người, mà lúc đó phải án binh bất động, đừng có nhúc nhích. Chỉ cần lệch lạc một cái là nước nó vô. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi đám á,
có những cái đám nhà nghèo mà người ta ở dưới quê, bên sông, bên cồn, bên... Rồi người ta mời nguyên cái đoàn Phật tử đi tụng kinh cho người ta. Mình đâu có nỡ lòng nào mà kêu ghe cho nhiều gia chủ trả tiền chết. Kêu có một chiếc ghe, cái xuồng ba lá đó, mà mười mấy người lên. Trời đất ơi, ta nói ban đêm ban hôm là dít một cái là nước nó vô. Con cái bà cụ bà ngồi cái bên, bà nói chờ tao lại mày. Mà nói không ạ, tao lại mày, mày đừng có nhúc nhích. Mày đi mày chết đó, tao sanh không kịp đền má mày. Đó là... Mà lúc đó là ngồi im, không có ai dám nhúc nhích gì hết á. Mà lúc đó là làm gì phải không? Nam Mô Di Đà Phật, con đi tụng kinh đám, con có làm gì hết á. Là làm sao cho con trôi tấp vô tới bờ yên ổn. Lúc đó tâm mình là chỉ niệm, họ không có dám nhúc nhích gì hết. Tấp vô tới đó. Người nào mà sợ ma, niệm Quan Âm, niệm Phật, ma nó chạy. Biết sao không? Bởi vì khi mình sợ ma nghĩa là tâm mình nó đang giao tiếp với con ma. Mình càng đi nhanh thì cảm giác con ma nó đi ở sau lưng mình á, hình như nó nhanh lắm á. Cái hồi đó mà khoái đi tụng đám lắm, mà có một cái bệnh là không dám nhìn hình người chết, tại vì nhìn họ sao cứ nhìn mình hoài. Không biết quý vị có cái experience, cái kinh nghiệm đó không? Cái người sống người ta treo mình không cảm giác họ nhìn mình nha, mà hãy cái hình mà người nào mà chết rồi cái sao mà mình đi tới đây, mà cái tật càng sợ thì là lại càng nhìn, mà càng nhìn họ hình như họ nhìn mình sợ. Thì khi mà bây giờ trong kinh nói là niệm Phật như vậy đó, khi mình niệm Phật nghĩa là bây giờ mình nhớ, nhớ Phật, mà nhớ Phật thì mình quên, quên ma, cái ma nó hết. Cái đó trong nhà Phật gọi là gì? Trị cái vọng tưởng của mình. Cho nên cái phẩm phổ môn mà nói theo duy thức học á, là cái phẩm trị cái bệnh tưởng. Chúng sanh mình tưởng nhiều lắm. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng, đó là tưởng đó. Cho nên nó là trong kinh Phật á, mình đến chùa mình cầu an là mình tụng cái đó để mình biết rằng à, nhờ như vậy đó, mình đưa cái người Phật tử đó, họ mới đầu họ tin là đến chùa có cầu an cầu siêu, tụng riết chập. Quý vị để ý coi, những năm đầu tiên là trời danh sách cầu an linh láng, tụng muốn chết luôn. Sau một thời gian đó là những người Phật tử thuần thành là hình như rút tên hết. Ta bây giờ người ta thuần rồi. Những người Phật tử thuần thành ta hiểu rồi, an hay không là mình chứ không phải thầy cầu mình an, ta rút hết. Bây giờ chỉ còn lại những người sơ cơ mới bắt đầu. Nhưng mà những người mà bây giờ đã rút tên đừng có cười họ nha. Những người đó là hóa thân của mình đời trước đó. Tại trước kia mình có y hệt vậy nè. Mà sở dĩ về nay mình rút tên là vì mình hiểu đạo. Mình thấy, mình thông cảm cho họ. Thấy không? Mình thông cảm cho họ, mình biết đây hình ảnh của tôi ngày xưa nè. Tôi chưa hiểu đạo tôi giống vậy đó. Mà thậm chí mà lên chùa mà mình ghi tên cầu an mà không ghi, biết ghi làm sao mà ghi lộn qua cầu siêu nữa. Rồi chẳng những như vậy mà tuổi mà ghi trật nữa chứ. Mới đây đây, hôm qua hôm kia về có con cô. Cổ đọc cái năm sanh của cổ là 57. Không biết ai ghi nhầm 75. Vậy mà cổ không yên. Hỏi thầy coi có sao không? Nói trời ơi có sao đâu. Lấy cái đồ quẹt cái là sao gì nó cũng sẹt lại hết. Hiểu như vậy đó là mình không có gì buồn hà. Lên chùa cầu siêu mà người ta tụng cho người thân của mình siêu. Người thân siêu chưa biết mà người sống ngồi nằm ở gì quỳ đó cúng là thấy siêu từ từ rồi đó. Tại vì sao? Hiểu quá trời quá đất luôn. Hiểu sao? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Đừng bỏ em một mình, sờ lành lắm anh ơi. Vậy mà coi ngày ông thầy nói chu cha chồng chết, có khả năng rước thêm người ra.
lập tức hỏi thầy ém cách nào thầy. Vậy mà lúc đầu là đừng bỏ em một mình, để em chết theo anh. Cho nên là mình thấy rõ ràng, khi mình hiểu mình đi chùa, cho nên trong nhà Phật á, tất cả những cái hình ảnh là phương tiện đó. Rồi quý vị hiểu chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Giờ mình có thời gian nữa không? Thôi còn có 15 phút rồi. Ở đây có ai biết hát hò gì không? Các vị đừng có hiểu lầm, em hỏi vậy đâu phải để đưa em lên. Thầy trụ trì đây biết hát không? Thầy mới đi Ấn Độ về mời thầy ra hát bài nhạc Ấn. Hồi chiều thầy nói tôi mới đi Ấn Độ về, thầy ngửi tôi còn mùi cà ri không? Thôi bây giờ những câu hỏi này cũng có nhiều câu hay lắm, mình sẽ để dành cho ngày mai. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Thì mai mình sẽ gặp ở Huệ Quang lúc 7 giờ. Chứ bây giờ nhiều câu hỏi lắm, mà câu nào cũng hay hết á. Cái này nó giống phim Tàu vậy nè. Nó sẽ hết ngay cái chỗ đánh một cái rầm văng ra mà không biết chết hay sống. Sau rồi nó chạy chữ, cái mình muốn biết coi cái cuốn này nó ngày mai sao, coi tiếp. Thôi bây giờ mình sẽ dừng ở đây ha. Hát một bài hả? Không ai cứu bồ hết hả? Nhờ quý vị muốn nghe cái gì? Thôi bây giờ mời đại chúng mình chắp tay lại để mình nghe một bài hát. Tại bài hát này phải chắp tay nó mới hay. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi bây giờ tối nay tối thứ sáu và đại chúng sau 5 ngày làm việc mệt mỏi, lẽ ra là quý vị có quyền đi về nghỉ, nhưng mà quý vị có tình thương lớn với Pháp Hòa, quý vị tội nghiệp ở xa tới mà nói không ngồi ủng hộ thì cũng tội, quý vị cũng ráng ngồi suốt gần 2 giờ. Thôi Pháp Hòa xin hát một bài cho quý vị nghe. Dạ thì bây giờ con hát cho nó hết giờ. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa đến đây để thăm quý vị, và đặc biệt là kính đảnh lễ Vấn An Sức Khỏe và Thượng Viện Chủ. Thì lẽ ra là ngày hôm nay Hòa Thượng cũng hơi mệt, nhưng mà hồi nãy Hòa Thượng cũng có ra để cho Pháp Hòa được thăm Ngài và ngồi uống chút trà với Ngài. Bao nhiêu đó thì mình cũng thấy được cái đạo tình của một bậc trưởng thượng đối với người nhỏ. Ngồi trong bàn thì cũng có các thầy trẻ,
Thì hòa thượng nói tôi thấy quý thầy còn trẻ mà làm được việc hoằng pháp thì tôi rất là mừng. Thì đó là một cái lời khuyến khích của hòa thượng đối với những người hậu bối của ngài, và chúng con luôn luôn rất là hạnh phúc, rất là mừng khi mà cuộc đời tu của chúng con trên bước đường làm đạo mà thỉnh thoảng còn được gặp các bậc tôn đức, và lúc nào cũng rủ cái lòng thương xuống cho tất cả chúng con, hộ trì cho chúng con làm đạo, thì đó là một cái an ủi rất lớn, và đó là một món quà rất lớn cho chúng con. Chúng con kính nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho hòa thượng tứ đại được thường hòa, nguyện cho hòa thượng sống lâu ở đời, và chúng ta gọi là cửu trụ ta bà, để mãi là một cây cổ thụ cho tất cả. Mặc dù bây giờ ngài không làm gì, nhưng mà ngài chỉ cần cầm cây gậy đi tới đi lui thì mình cũng khiếp vía, mình hộ trì mình một chút. Và kính nguyện hòa thượng luôn được an vui sức khỏe, cũng như chư tăng ni ở đây luôn luôn sát cánh với hòa thượng để làm Phật sự. Tất cả quý Phật tử ở vùng này nói chung và ở nơi đạo tràng này nói riêng luôn được an lành, và đặc biệt là nhờ cái ân đức của hòa thượng mà quý vị tiến tu. A Di Đà Phật. Thì bây giờ mình hát một bài mà quý vị muốn nghe. Vọng cổ. Cổ nghĩa là gì? Xưa. Mà xưa thì phải hát nhạc cũ. Giờ mời quý vị nghe lại bài cũ. Thôi quý vị, tối nay mình hát bài bài gì? Buồn Cau Quê Ngoại được không? Được không? Dạ rồi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui với hàng cau say trái, với bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già. Có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm não cho đến trọn đời, tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau hết trái, buồn trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá
thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoài xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Dạ thầy nói là thôi được rồi để tôi. Bán cái vậy hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó qua giọng ca của Thượng Tọa Giảng Sư hay quá họ quý vị ha. Bây giờ để thay đổi không khí thì nếu mà theo yêu cầu của Giảng Sư thì thầy sẽ hát bài Đi Tu được không? À, nghe tất cả mình ngồi lên nghe thầy hát bài Đi Tu. Thầy đứng ở đây. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chớ. Ngồi tụng kinh cái đầu dính mà đôi mắt lim dim. Trong lúc ta đi thiền hành, nào trời trong gió mát. Ước mong sao tâm trí thanh cao, mong thoát ra vòng trần lao. Được không quý vị? Thôi để tôi toàn nghĩ chứ không hát hoài mất công ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chà Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa đại chúng, thay mặt Phật Thượng Viện Chủ Chùa Quan Âm Bồ Tát Đầu Ti và Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni và toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện ngày hôm nay, xin thành thật cảm niệm công đức Thượng Tọa đã hoan hỷ về Chùa Quan Âm chúng tôi để mà trao đổi một thờ pháp. Nguyện Thần Phương Chư Phật Chư Vị Bồ Tát hiện nay đang thủy từ gia hộ cho Giảng Sư sức khỏe dồi dào và luôn luôn truyền đạt chánh pháp cho hàng Phật tử hậu học trên con đường tu học cần cầu giải thoát. Ngưỡng mong mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa Giảng Sư A Di Đà Phật. Và nguyên đây Phật tử có món quà để trao tặng lại cho Thượng Tọa Giảng Sư. Xin Thượng Tọa Giảng Sư gian sử niệm nhờ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, hôm nay chúng có con nhân duyên lành được thầy quá bộ về chánh điện chùa Quan Âm để cho chúng con một bài pháp. Thật là một hạnh phúc lớn lao cho chúng con Phật tử chùa Quan Âm và Phật tử vùng Orange County này. Được sự chỉ dạy của Hòa Thượng chúng con xin phép dâng lên, kính dâng chút tịnh tài của tất cả các anh chị em chúng con ở đây và vắng mặt nữa để thành kính chúng người thực tọa, thực tọa chứng minh cho chúng con. Phật xin mang lại những dòng trà như thế này. Bây giờ Phật kính bạch trên hòa thượng cũng như chư đại đức tăng ni hiện tiền. Hôm nay con được về đây là thăm hòa thượng và thăm quý Phật tử là con rất là vui. Và những gì mà con nhận ở đây đó là con đã nhận rồi. Nhưng mà xin cho con được một cái phước là con được cơ hội cúng dường để trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Quan Âm này. Nếu mà được sự chấp nhận của Hòa Thượng cũng như quý thầy quý cô ở đây thì thật là một cái phước cho con trên cái con đường mà tu học của mình. Con kính mong Hòa Thượng và quý Thượng Tọa với đại đức Tăng Ni hoan hỷ cho con. Xin cho con được cái phước là con được cúng dường Tam Bảo ở đây để mà mai mốt con còn gieo duyên ở vùng Cali này, mà lỡ con đi đâu con cũng có thắp vô con xin cơm được. Thay vì là Phật xin quý thầy quý là vụ quan hỷ. Dạ. Rồi, khỏi thầy xin thầy chứng minh cho rồi, con. Chính chứng rồi, con chứng xin rồi. Phép thầy con thay mặt tất cả các vị này thầy cho con phải nhé. Dạ không, dạ bác. Bác ơi, bác vô Phật đỡ bác vậy đó. Được rồi bác, dạ được rồi.
Bạch Thầy, hồi ở Việt Nam, các chùa và quý thầy ăn chay không được ăn trứng, hành, tỏi. Nhưng qua đây con thấy các chùa và quý thầy ăn chay thì ăn được trứng và hành tỏi. Như vậy có phạm giới không? Cái này nó cũng chẳng có giới gì để phạm. Nhưng mà như thế này, cái lý do là mình không ăn ngũ tân, bởi vì trong đó có nhiều chất kích thích tố, thì người xuất gia mình giảm thì cũng là một cái tốt cho mình. Cộng thêm mình ăn nhiều cái này á, thì cái hơi thở mình nó cũng hôi, cái mồ hôi mình bình thường nó cũng đã hôi rồi, mà ăn thêm cái đó thì nó đắp mồ hôi. Bình thường đâu có ai kêu mồ thơm đâu, kêu mồ hôi không rồi chứ đâu có kêu mồ thơm. Mà ăn cái đó nhiều thì nó triết mồ thơm. Ông thầy mà ngồi nói chuyện với người ta mà thay vì người ta chấp tay mô Phật mà tới cứ dạ mô Phật thì nó không tiện. Cho nên mình giảm cái đó đi. Còn vấn đề ăn trứng, mình không thấy và không chủ trương thì thôi. Còn ví dụ trong bánh bông lan, trong bánh mì đồ đó, cứ bình thường. Thưa đại chúng, cái ăn á, nó chưa có tu gì hết á, nó chỉ mới được chút xíu của cái thân thôi. Ăn chay là để tạm thời gọi là thanh lọc cái thân, và nó làm cho cái thân mình nhẹ nhàng, thì cái tánh tình mình nó bớt nóng nảy, tức tối, sát khí, chứ chưa có tu bao nhiêu hết. Mình không ăn cũng không sao, mà mình có ăn cũng không có răng. Người ăn, người không ăn á, đừng có chê, đừng có trách cái người ta ăn. Vì không khéo á, mình tu được chưa bao nhiêu mà mình lại vướng vấp. Hành nó không làm mình giải thoát, mà rốt cuộc mình nó làm mình ràng buộc. Có một cái ông đó, cái chú tiểu đó, thấy một vị hòa thượng ăn trứng gà, chú mới chê, nói tu hành mấy chục năm mà nhìn không được có cái trứng. Như con là thầy thấy không, ăn rau quanh năm. Thì hòa thượng khai thị, có một cái bụng rau mà nó cũng làm dữ. Chú tỉnh. Thì thưa đại chúng, ở đây á, cái vấn đề đề xướng ngũ tân là do các tổ Trung Quốc, chứ không có truyền thống trong Phật giáo nguyên thủy thời Phật. Bởi vì nguyên thủy thời Phật là không có chủ trương nấu ăn, mà mình phải đi khất thực. Mà đi khất thực thậm chí người ta cúng thịt còn ăn, chứ đừng nói chi là cúng hành, cúng tỏi. Hành tỏi thì thủy chung nó cũng là, nó là rau mà. Nhưng mà sau này các tổ Trung Quốc thấy rằng cái điều cái ăn những cái đó, cái nồng hôi nó nhiều, thì chúng ta giảm. Bây giờ muốn nói cho cái người giảm kia cảm lòng mà giảm, thêm câu nữa, ăn cái này nhiều tụng kinh không linh. Hỏi sao vậy? Các vị hộ pháp thiện thần ngửi cái mùi này không nổi, các ông không dám tới gần mình để bảo hộ cho mình. Chú cha nghe cái này là mê nhất. Tu làm sao mà hộ pháp thiện thần chạy theo rần rần mà độ mình là khoái quá rồi. Cho nên chụp tấm hình mà có được mấy cái bông gì nó nhảy như vậy đó. Ôi cha, mạng Đà La nè, thấy không? Giờ tôi tu mạng Đà La đây được. Mà bữa nào mạng không xuống cho mình la. Thôi thì bây giờ á, các vị cứ nhẹ nhàng. Mình ăn được thì mình ăn, không được thôi, không có gì phiền hà hết. Ăn chay làm sao mà mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi trong mọi vấn đề. Thậm chí ha, lỡ bữa nào mình đi, mình ăn chay trường mà mình book cái vé bay về Việt Nam mấy chục tiếng đồng hồ mà mình quên đặt đồ chay đi, họ đem tới cho mình mấy cặp sandwich có ham á, lúc đó mình phải làm gì? Lột ham ra, cất cái ham ăn bánh mì thôi, kệ có mùi chút cũng ngon. Và thưa đại chúng là lúc đó mình có ăn cái miếng bánh mì mà có dính cái ham đó đó, không hề tội lỗi gì hết, mà cũng không mất đạo hạnh gì hết. Mình ở trong cái tình, cái này gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền. Gặp cái cảnh mà gặp cái chuyện gọi là
rắc rối thì mình phải tùy theo cái phương tiện chữ quyền này là tạm. Tạm thôi mà. Giới luật mà còn giữ, mình giữ giới mà còn có bốn trường hợp để giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Thế nào gọi là khai? Nếu như mình á, bệnh mà bác sĩ nói là cái đau nhức này á, uống thuốc này thêm một cốc rượu thuốc, hay là bây giờ người ta có rượu tỏi đó, uống một muỗng vô để mà trị bệnh đau nhức. Bây giờ mình vì trị bệnh mình uống một miếng rượu tỏi này, gọi là khai. Khi nào mình hết bệnh rồi, mình giá là mình ngăn lại, rồi mình trì là mình giữ. Còn mình lỡ ghiền rồi mình nói tôi đau hoài thì cái này trường hợp gọi là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Luật không có bao giờ. Có một vị hòa thượng đó, ông bệnh mà bác sĩ nói là ông phải chỉ cần ông uống một thang thuốc này với con gà thôi, gà nấu á, nấu nước thôi, hết bệnh. Ông nhất định ông uống. Đệ tử thấy thầy bệnh hoài, thôi cuối cùng họp với nhau lén nấu cho hòa thượng chén canh gà uống. Hòa thượng uống xong hết bệnh. Bắt đầu hết bệnh rồi, khỏe rồi, đi điều tra. Trời ơi, thuốc gì mà linh hay quá vậy con. Lúc này đệ tử mới nói thiệt, nói dạ bạch thầy, con thấy thầy không uống mà tụi con lén để trị bệnh cho thầy là thầy uống nước canh gà mà thầy hết bệnh đó. Ổng nghe như vậy sao ổng tức quá, ọc máu chết. Học máu chết chứ bắt đầu đọa làm một cái ngạ quỷ trong chùa. Đêm nào ông cũng về, ông rên một câu thôi: nhất dạ ẩm kê than. Nhất dạ ẩm kê than là một đêm mất đạo hạnh chỉ vì uống một chén canh gà. Than vậy đó, nhất dạ ẩm kê than. Thì có trong chùa đệ tử bó tay hết. Lên Google tìm hoài coi có phương pháp nào trị mà không có. Cuối cùng có một vị đạo hạnh khác đến chùa thì các chú mới kể chuyện này ra. Thì cái vị thiền sư mới nói được rồi, để tối nay tôi khai thị cho thầy mấy ông. Thì đêm đó cái vị ngạ quỷ đó xuất hiện cũng than như vậy. Thì lúc này một vị hòa thượng khác khai thị. Con quỷ nó đáp rằng nhất dạ ẩm kê than, thì vị này đáp lại: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp thân miệng ý ông thanh tịnh, ông cùng với Phật dạo cảnh Tây Phương, lo gì cái chuyện uống chén canh đó. Ngạ quỷ nghe xong thoát kiếp. Thì cái câu chuyện đó chỉ muốn nói với chúng ta, ở trong cái vấn đề tu hành, tại sao ngôi chùa của chúng ta có cái mái cong mà không là mái thẳng? Vì cái mái cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Đạo Phật không có cứng nhắc, mà đạo Phật biết tùy duyên. Mình đã tạo mọi duyên nhưng mà cuối cùng không được, chừng đó mình phải tùy duyên, chứ không phải đụng cái gì cũng tùy duyên. Người việc gì cũng tùy duyên mà không cố gắng tạo duyên, tích duyên, giữ duyên, trân trọng cái duyên, mà cái gì cũng đổ thừa, thì cái này là gì? Không có ý chí. Còn mình làm hết tất cả mọi việc mà chừng đó vẫn không được nữa thì mình phải đành chịu. Cho nên giữ giới đó là khai, giá, trì, phạm. Mình có ăn được thì tốt cho mình. Mà mình người mình thấy người ta ăn mà người ta vẫn tu thì có bình thường, đâu có chuyện. Quan trọng là tham sân si mình giải. Mình không ăn hành, không ăn tỏi mà sân si mình cũng đầy dẫy thì không nên. Đúng không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này. Con được học Phật giáo có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Phật hiền kiếp là Đức Bổn Sư, Phật vị lai là Di Lặc. Hàng triệu năm nữa mới tới nhiệm kỳ. Trời này sao giống bầu cử quá. Vậy năm nay hơn 2.000 năm tới nữa gì? Vậy nay mới hơn 2.000 năm đã tới kỳ mạt pháp, tương lai sẽ như thế nào? Thầy khai ngộ cho con, mô Phật. Hãy trả lời cuộc đời.
khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thôi tạm thời hát khúc Thủy Du đi. Có một cái vị đó đi lên hỏi một ông thầy. Thế bạch thầy, sau khi chết mình đi đâu? Ông thầy nói tôi chưa chết. Tôi chưa chết, tôi biết tôi đi đâu. Nhưng mà Phật tử cần phải hiểu ba chữ của cái Phật, cái câu này. Mình không giải quyết là bây giờ hơn 2.000 năm nữa thì tương lai đi về đâu. Thiệt sự là em cũng không biết em đi về đâu nữa. Có nhiều lúc em chỉ đi Cali 5 ngày mà em không biết thân phận em tối nay ngủ đâu nữa mà. Chỉ có 5 ngày thôi mà em còn bị đá như banh mà thì cái chuyện. Đấy. Hôm nào mà mình giận hai vợ chồng mà giận nhau, mày đi qua ba mày, mày ngủ đi. Đó. Chung nhà đó mà còn đá tới đá lui. Giận nhau không thèm nấu ăn. Thì quý vị tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra after mấy ngàn năm nữa. Khủng hoảng quá. Bây giờ mình hiểu chữ ba thời kỳ của Phật pháp. Thế nào là chánh pháp? Thế nào là tượng pháp và thế nào là mạt pháp? Chữ chánh pháp được định nghĩa là thiền định kiên cố. Cái thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ người ta tu đâu chứng đó. Vì sao? Vì ít những cái mê hoặc ở bên ngoài. Ví dụ như hồi trước vô chùa tu, không có iPhone, không có iPad, phải không? Không có internet, không có TV, không có cái gì hết. Cũng là cơm lạc rồi đại khái đời sống vậy thì cái chuyện tu nó dễ rồi. Bây giờ mà iPad cũng có, iPhone cũng có thì ai đi tu, ai tụng? Pháp Hòa hay chọc mấy đứa nhỏ đấy, iPad, iPhone, no, I pray. Vừa rồi Pháp Hòa chọc câu thứ hai, nói Thiên Chúa giáo có Amen, Hồi giáo có Allah, Phật giáo A Di Đà, Mô Bô giáo Alo. Mô Bô giáo này chiếm tín đồ nhiều nhất. Nghĩa là tín đồ này trung thành với Mô Bô giáo đến mức độ mà vô nghe pháp vẫn chưa chịu tắt alo mà. Ở trên này ta tụng kinh mà mình cũng alo, mà thậm chí bên ngoài ta vẫn A Di Đà. Cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là lúc đó con người ít những cái phan duyên bên ngoài và sự hành trì nó dễ dàng hơn. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp. Tượng pháp nghĩa là thời kỳ tháp viện kiên cố, chùa nhiều lắm, viện nhiều lắm nhưng mà cái chất nó giảm. Có nhiều khi Phật tử mình chưa hiểu thâu, mình chưa biết ý nghĩa phụng sự Tam Bảo nữa. Đi chùa này không được, ghé chùa kia nghe không? Ghé về đừng có nói nghe. Cái đó không nên. Mình quy Tam Bảo là Tam Bảo chung Phật Pháp Tăng mà. Nơi nào có Phật, có Pháp, có Tăng là nơi đó có đệ tử Phật. Thời kỳ tượng Pháp là tượng là gì? Na ná thôi. Na ná. Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam có một dạo, người ta cũng cạo đầu, người ta quấn y, người ta ôm bát, người ta ra đường, người ta khất thực. Trời, nhìn giống ông Tăng mà phải Tăng không? Đó là na ná.
Cái đó là hàng lô made in Việt Nam chứ không phải made in temple. Bây giờ giáo hội muốn thanh lọc cái đó, giáo hội phải ra một cái lệnh là tất cả những thầy mà thiệt sự là sư mà đi khất thực tạm thời không đi khất thực nữa. Tất cả những sự khất thực của các sư, các tịnh xá, các chùa dừng lại hết. Mà hãy mà ai mà đúng mà một cái người tu thật sự là theo cái lệnh đó của giáo hội thì những ông giả ông đâu có biết cái luật đó, ông sẽ rền khên ở ngoài đường hết. Có hốt không em không dám nói, tại hốt mất công nuôi. Nhưng mà Pháp Hòa nói là cái tượng pháp là na ná. Rồi bây giờ mạt pháp nè. Mạt pháp là gì? Mạt pháp là đấu tranh kiên cố. Giờ mình có đang ở trong thời kỳ đấu tranh kiên cố không? Một người này nói một câu, người kia nói một câu, mà bây giờ nó còn tân tiến hơn. Email nè, Facebook nè, FaceTime nè, Zalo nè, Tango nè, Disco nè, Viber nè, rồi gì nữa list luôn đi, YouTube. Ta thử ra là bây giờ là đấu tranh kiên cố, mình bất đồng, bất mãn, bất bình với ai rồi thì mình sao bất chấp. Mình bất bình, bất mãn với người nào rồi là mình bất chấp họ là ai. Và mình nói điều đó có ảnh hưởng gì đến cả đạo giáo hay không, mình cũng không còn nhớ nữa. Mình làm xong để mà thỏa cái sự tức giận của mình thôi. Mà mình quên rằng, nhưng không chết người trai lính trẻ, mà chết người gái nhỏ hậu phương. Cách đây 2 ngày, có một Phật tử lên nói Pháp Hòa là bây giờ con không ưa cái người đó, con có thể phô trương cái chuyện xấu của họ được không? Thì Pháp Hòa không trả lời, mà Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đạo hữu không thích cái người đó, họ đang đứng ở cây xăng, họ đổ xăng, đạo hữu lại cầm một viên quẹt châm vô cái đó, mục đích là mình nổ chết cái người mà mình không ưa. Nhưng mà chỉ có phải chỉ chết cái người mình không ưa không, hay là cả một cây xăng đó nó nổ rồi ảnh hưởng biết bao nhiêu những cái người xung quanh? Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi. Đạo hữu hãy quán chiếu Pháp Hòa muốn nói gì. Bây giờ quý vị có nhận được cái điều Hòa nói không? Có nhiều khi mình tức một cái người đó, mình làm cho lợi gan mình, hả giận mình, bất bình, bất mãn, phải không? Mà mình bất chấp, rồi cuối cùng thì mình lại ôm một cái đau khổ cho chính mình. Và vì mình đã làm một cái điều nó quá xa. Cho nên cái thời kỳ này chính vì sao mà gọi là mạt pháp? Bởi vì chúng ta nhận pháp mà chúng ta không hiểu pháp. Đúng ra Phật pháp không bao giờ mạt. Phật pháp làm sao mạt được? Trong kinh Dược Sư quý vị nhớ không? Mặt trời dù có mọc ở phương Tây, mặt trăng mọc ở phương Đông, thấy không? Hay là thay đổi cái gì đó, lời của Như Lai cũng không bao giờ thay đổi. Pháp Phật làm sao mà? Nhưng mà chúng ta tiếp nhận nó một cách hời hợt, lật lạc, rồi mình pha chế đủ thứ thì bắt đầu nó mạt. Chứ còn Pháp Phật không có mạt. Cho nên nếu mình hiểu, nhiều khi mình đang sống trong chánh pháp nhưng mà mình tiếp nhận chánh pháp không có một cách nghiêm túc, thì mình cũng có thể đi vào cái chuyện gọi là mình đưa cái chánh pháp mình tiếp nhận trở thành ra mạt pháp. Trước khi dứt, Pháp Hòa nói một câu thôi. Có một vị thiền sư nói như thế này: người tà nói pháp chánh, quý vị nghe kỹ ha, người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp.
Nếu cái đó mà là chánh pháp, nhưng mà rủi thay nó rơi vào một con người tà pháp, thì chánh pháp cũng bị họ bóp méo, họ làm cho nó thành ra tà pháp. Nhưng nếu cái vị đó là cái người nắm vừa giữ mạng mạch của chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp, cái pháp tà mà lọt vô tai họ, tà pháp cũng họ được biến đổi, làm cho nó thành ra chánh pháp. Pháp Hòa ví dụ, người ta nhờ mình đi tới, người ta nhờ mình coi bói, giải sâm. Thì đúng ra là Phật giáo là không có chuyện này à. Phật giáo là không có bàn sâm, không có đoán điềm, giải mộng, giải sao trai hết á. Tại làm sao mà không giải? Bởi vì khi mình té rồi người ta tới, người ta hỏi mình anh có sao không, thì mình nói dạ không sao. Mà không có sao thì mắc gì cũng sao. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái người đó họ đang đi vào cái pháp tạm, tạm thời mình gọi là pháp tà nhé. Nhưng mà bây giờ anh ta muốn mình giải xong cái mình dở ra câu rồi mình đọc: Long lân quy phụng báo lành, Quan Âm mà xuất hiện là tạo thành đế vương, thuyền từ đợi bến sông Thương, khéo tu thì mở trăm đường mình đi. À bây giờ mà cái mình bây giờ đây, cái câu này mà gặp mà ông tà là ông giải khác nha. Gặp ông chánh ông nói thấy không, tốt lắm, tứ linh là long lân quy phụng, từ bi hỷ xả, long lân quy phụng báo lành. Người mà sống có từ bi hỷ xả thì lo gì không lành không an. Mà người sống lành sống an rồi thì thênh thang vạn nẻo đường. Tà pháp lọt vô cái tay của ông chánh pháp thì tà pháp thành chánh pháp. Mà bây giờ chánh pháp là kinh điển của Phật, nhưng mà lọt vô cái ông tà rồi thì ông diễn tùm lum hết, ông làm đủ trò hết để mà ông tìm lợi, ông tìm cái sự mà gọi là lợi dưỡng cho họ, hoặc là không đưa đi người Phật tử đi trên con đường chánh đạo. Thôi thì mình để dành mấy câu hỏi này cho ngày mai, tại vì bây giờ nói nữa là tới 10 giờ sao, mà lương trả là nãy giờ hết nửa tiếng rồi. Mình xứ Mỹ mà mướn clean là không có làm chuyện khác. Quý vị mệt chưa? Vậy bây giờ quý vị hiểu chánh pháp tà pháp chưa? Bây giờ mình thấy đạo Phật là không có cầu an cầu siêu, đâu có sao đâu. Phật tử muốn cầu an về chùa tụng kinh cầu an, vô ngồi xuống tụng kinh, tụng phẩm phổ môn. Trong phẩm phổ môn có một câu: nếu người nào mà trôi dạt trên sông trên biển gì đó, người nào cũng hốt hoảng hết, tự nhiên có người bình tĩnh hơn: các người đừng có sợ, hãy niệm Quan Âm đi. Cái câu nói hay vô cùng. Người ta đang sợ hãi khủng hoảng quá, mình cho người ta cái không sợ hãi là Don't worry. Tức là biểu người ta mình cái đó gọi là vô úy thí. Các vị đừng có sợ, hãy bình tĩnh. Ở đây quý vị sống mấy chục năm rồi, quý vị đã trải nghiệm ra động đất chưa? Có rồi. Nhưng mà mỗi lần vậy mà con mình nó sợ thì mình lại chấn nhiếp nó: đừng có sợ. Một cuộc sống của mình đó, nó có cỡ nào đi nữa đó, nhưng mà mình khéo léo, mình balance nó lại thì nó cũng sẽ yên thôi. Mình đang đi trên một chiếc thuyền đông người, chiếc ghe đông người, mà lúc đó phải án binh bất động, đừng có nhúc nhích. Chỉ cần lệch lạc một cái là nước nó vô. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi đám á,
có những cái đám nhà nghèo mà người ta ở dưới quê, bên sông, bên cồn, bên... Rồi người ta mời nguyên cái đoàn Phật tử đi tụng kinh cho người ta. Mình đâu có nỡ lòng nào mà kêu ghe cho nhiều, gia chủ trả tiền chết. Kêu có một chiếc ghe, cái xuồng ba lá đó, mà mười mấy người lên. Trời đất ơi, ta nói ban đêm ban hôm là dứt một cái là nước nó vô. Có một cái bà cụ bà ngồi cái bên, bà nói chờ tao lại mày. Mà nói không ạ, tao lại mày, mày đừng có nhúc nhích. Mày đi mày chết đó, tao sanh không kịp đền má mày. Đó là... Mà lúc đó là ngồi im, không có ai dám nhúc nhích gì hết á. Mà lúc đó là làm gì phải không? Nam Mô Di Đà Phật, con đi tụng kinh đám, con có làm gì hết á. Là làm sao cho con trôi tấp vô tới bờ yên ổn. Lúc đó tâm mình là chỉ niệm, họ không có dám nhúc nhích gì hết. Tấp vô tới đó. Người nào mà sợ ma, niệm Quan Âm, niệm Phật, ma nó chạy. Biết sao không? Bởi vì khi mình sợ ma nghĩa là tâm mình nó đang giao tiếp với con ma. Mình càng đi nhanh thì cảm giác con ma nó đi ở sau lưng mình á, hình như nó nhanh lắm á. Cái hồi đó mà khoái đi tụng đám lắm, mà có một cái bệnh là không dám nhìn hình người chết, tại vì nhìn họ sao cứ nhìn mình hoài. Không biết quý vị có cái experience, cái kinh nghiệm đó không? Cái người sống người ta treo mình không cảm giác họ nhìn mình nha, mà hãy cái hình mà người nào mà chết rồi cái sao mà mình đi tới đây, mà cái tật càng sợ thì là phải càng nhìn, mà càng nhìn họ hình như họ nhìn mình sợ. Thì khi mà bây giờ trong kinh nói là niệm Phật như vậy đó, khi mình niệm Phật nghĩa là bây giờ mình nhớ, nhớ Phật, mà nhớ Phật thì mình quên, quên ma, cái ma nó hết. Cái đó trong nhà Phật gọi là gì? Trị cái vọng tưởng của mình. Cho nên cái phẩm phổ môn mà nói theo duy thức học á, là cái phẩm trị cái bệnh tưởng. Chúng sanh mình tưởng nhiều lắm. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng, đó là tưởng đó. Cho nên nó là trong kinh Phật á, mình đến chùa mình cầu an là mình tụng cái đó để mình biết rằng à, nhờ như vậy đó, mình đưa cái người Phật tử đó, họ mới đầu họ tin là đến chùa có cầu an cầu siêu, tụng riết chập. Quý vị để ý coi, những năm đầu tiên là trời danh sách cầu an linh láng, tụng muốn chết luôn. Sau một thời gian đó là những người Phật tử thuần thành là hình như rút tên hết. Ta bây giờ người ta thuần rồi. Những người Phật tử thuần thành ta hiểu rồi, an hay không là mình chứ không phải thầy cầu mình an, ta rút hết. Bây giờ chỉ còn lại những người sơ cơ mới bắt đầu. Nhưng mà những người mà bây giờ đã rút tên đừng có cười họ nha. Những người đó là hóa thân của mình đời trước đó. Tại trước kia mình có y hệt vậy nè. Mà sở dĩ về nay mình rút tên là vì mình hiểu đạo. Mình thấy, mình thông cảm cho họ. Thấy không? Mình thông cảm cho họ, mình biết đây hình ảnh của tôi ngày xưa nè. Tôi chưa hiểu đạo tôi giống vậy đó. Mà thậm chí mà lên chùa mà mình ghi tên cầu an mà không ghi, biết ghi làm sao mà ghi lộn qua cầu siêu nữa. Rồi chẳng những như vậy mà tuổi mà ghi trật nữa chứ. Mới đây đây, hôm qua hôm kia về có con cô. Cổ đọc cái năm sanh của cổ là 57. Không biết ai ghi nhầm 75. Vậy mà cổ không yên. Hỏi thầy coi có sao không? Nói trời ơi có sao đâu. Lấy cái đồ quẹt cái là sao gì nó cũng sẹt lại hết. Hiểu như vậy đó là mình không có gì buồn hà. Lên chùa cầu siêu mà người ta tụng cho người thân của mình siêu. Người thân siêu chưa biết mà người sống ngồi nằm ở gì quỳ đó cúng là thấy siêu từ từ rồi đó. Tại vì sao? Hiểu quá trời quá đất luôn. Hiểu sao? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Đừng bỏ em một mình, sờ lành lắm anh ơi. Vậy mà coi ngày ông thầy nói chu cha chồng chết, có khả năng rước thêm người ra.
lập tức hỏi thầy ém cách nào thầy. Vậy mà lúc đầu là đừng bỏ em một mình, để em chết theo anh. Cho nên là mình thấy rõ ràng, khi mình hiểu mình đi chùa, cho nên trong nhà Phật á, tất cả những cái hình ảnh là phương tiện đó. Để quý vị hiểu chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Giờ mình có thời gian nữa không? Thôi còn có 15 phút rồi. Ở đây có ai biết hát hò gì không? Các vị đừng có hiểu lầm, em hỏi vậy đâu phải để đưa em lên. Thầy trụ trì đây biết hát không? Thầy mới đi Ấn Độ về mời thầy ra hát bài nhạc Ấn. Hồi chiều thầy nói tôi mới đi Ấn Độ về, thầy ngửi tôi còn mùi cà ri không? Thôi bây giờ những câu hỏi này cũng có nhiều câu hay lắm, mình sẽ để dành cho ngày mai. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Thì mai mình sẽ gặp ở Huệ Quang lúc 7 giờ. Chứ bây giờ nhiều câu hỏi lắm, mà câu nào cũng hay hết á. Cái này nó giống phim Tàu vậy nè. Nó sẽ hết ngay cái chỗ đánh một cái rầm văng ra mà không biết chết hay sống. Sau rồi nó chạy chữ, cái mình muốn biết coi cái cuốn này nó ngày mai sao, coi tiếp. Thôi bây giờ mình sẽ dừng ở đây ha. Hát một bài hả? Không ai cứu bồ hết hả? Nhờ quý vị muốn nghe cái gì? Thôi bây giờ mời đại chúng mình chắp tay lại để mình nghe một bài hát. Tại bài hát này phải chắp tay nó mới hay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thôi bây giờ tối nay tối thứ sáu và đại chúng sau 5 ngày làm việc mệt mỏi, lẽ ra là quý vị có quyền đi về nghỉ, nhưng mà quý vị có tình thương lớn với Pháp Hòa, quý vị tội nghiệp ở xa tới mà nói không ngồi ủng hộ thì cũng tội, quý vị cũng ráng ngồi suốt gần 2 giờ. Thôi Pháp Hòa xin hát một bài cho quý vị nghe. Dạ thì bây giờ con hát cho nó hết giờ. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa đến đây để thăm quý vị, và đặc biệt là kính đảnh lễ Vấn An Sức Khỏe và Thượng Viện Chủ. Thì lẽ ra là ngày hôm nay Hòa Thượng cũng hơi mệt, nhưng mà hồi nãy Hòa Thượng cũng có ra để cho Pháp Hòa được thăm Ngài và ngồi uống chút trà với Ngài. Bao nhiêu đó thì mình cũng thấy được cái đạo tình của một bậc trưởng thượng đối với người nhỏ. Ngồi trong bàn thì cũng có các thầy trẻ,
Thì Hòa Thượng nói tôi thấy quý thầy còn trẻ mà làm được việc hoằng pháp thì tôi rất là mừng. Thì đó là một cái lời khuyến khích của Hòa Thượng đối với những người hậu bối của Ngài. Và chúng con luôn luôn rất là hạnh phúc, rất là mừng khi mà cuộc đời tu của chúng con trên bước đường làm đạo mà thỉnh thoảng còn được gặp các bậc tôn đức, và lúc nào cũng rủ cái lòng thương xuống cho tất cả chúng con, hộ trì cho chúng con làm đạo. Thì đó là một cái an ủi rất lớn, và đó là một món quà rất lớn cho chúng con. Chúng con kính nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho Hòa Thượng tứ đại được thường hòa. Nguyện cho Hòa Thượng sống lâu ở đời, và chúng ta gọi là cửu trụ ta bà, để mãi là một cây cổ thụ cho tất cả. Mặc dù bây giờ Ngài không làm gì, nhưng mà Ngài chỉ cần cầm cây gậy đi tới đi lui thì mình cũng khiếp vía, mình hộ trì mình một chút. Và kính nguyện Hòa Thượng luôn được an vui sức khỏe, cũng như chư Tăng Ni ở đây luôn luôn sát cánh với Hòa Thượng để làm Phật sự. Tất cả quý Phật tử ở vùng này nói chung và ở nơi đạo tràng này nói riêng luôn được an lành, và đặc biệt là nhờ cái ân đức của Hòa Thượng mà quý vị tiến tu. A Di Đà Phật. Thì bây giờ mình hát một bài mà quý vị muốn nghe. Vọng cổ. Cổ nghĩa là gì? Xưa. Mà xưa thì phải hát nhạc cũ. Giờ mời quý vị nghe lại bài cũ. Thôi quý vị, tối nay mình hát bài bài gì? Buồn Cao Quê Ngoại được không? Được không? Dạ rồi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui với hàng cau say trái, với bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già. Có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm não cho đến trọn đời, tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau hết trái, buồn trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao, để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá
thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoài xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Dạ thầy nói là thôi được rồi để tôi. Bán cái vậy hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó qua giọng ca của Thượng tọa giảng sư hay quá họ quý vị ha. Bây giờ để thay đổi không khí thì nếu mà theo yêu cầu của giảng sư thì thầy sẽ hát bài Đi Tu được không? À, nghe tất cả mình vào đây nghe thầy hát bài Đi Tu. Thầy đứng ở đây. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chớ. Ngồi tụng kinh cái đầu dính mà đôi mắt lim dim. Trong lúc ta đi thiền hành, nào trời trong gió mát. Ước mong sao tâm trí thanh cao, mong thoát ra vòng trần lao. Được không quý vị? Thôi để tôi toàn nghĩ chứ không hát hoài mất công ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chà thần toàn giảng sư, kính thưa đại chúng, thay mặt Phật Thượng Viện Chủ Chùa Quan Âm Bồ Tát Đầu Ti và Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni và toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện ngày hôm nay, xin thành thật cảm niệm công đức thượng tọa đã hoan hỷ về chùa Quán Âm chúng tôi để mà trao đổi một thờ pháp. Nguyện thần phương chư Phật chư vị Bồ Tát hiện nay đang thủy từ gia hộ cho giảng sư sức khỏe dồi dào và luôn luôn truyền đạt chánh pháp cho hàng Phật tử hậu học trên con đường tu học cần cầu giải thoát. Ngưỡng mong mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa giảng sư A Di Đà Phật. Và hôm nay Phật tử có món quà để trao tặng lại cho thượng tọa giảng sư. Xin thượng tọa thư giảng sư niệm nhờ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, hôm nay chúng có con nhân duyên lành được thầy quá bộ về chánh điện chùa Quan Âm để cho chúng con một bài pháp. Thật là một hạnh phúc lớn lao cho chúng con Phật tử chùa Quan Âm và Phật tử vùng Orange County này. Được sự chỉ dạy của Hòa Thượng chúng con xin phép dâng lên kính dâng chút tịnh tài của tất cả các anh chị em chúng con ở đây và vắng mặt nữa để thành kính chúng người thực tọa thực tọa chứng minh cho chúng con. Như là Phật xin mai hôm nay cũng dùng trài và như là Phật kính bạch trên Hòa Thượng cũng như chư đại đức tăng ni hiện tiền. Hôm nay con được về đây là thăm Hòa Thượng và thăm quý Phật tử là con rất là vui. Và những gì mà con nhận ở đây đó là con đã nhận rồi. Nhưng mà xin cho con được một cái phước là con được cơ hội cúng dường để trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Quan Âm này. Nếu mà được sự chấp nhận của Hòa Thượng cũng như quý thầy quý cô ở đây thì thật là một cái phước cho con trên cái con đường mà tu học của mình. Con kính mong Hòa Thượng và quý thượng tọa với đại đức tăng ni hoan nghỉ cho con. Xin cho con được cái phước là con được cúng dường tam bảo ở đây để mà mai mốt con còn gieo duyên ở vùng Cali này, mà lỡ con đi đâu con cũng có thắp vô con xin cơm được. Thay vì là Phật xin quý thầy quý đây là hướng quan hệ. Dạ. Thầy xin thầy chứng minh cho rồi, con. Chính chứng rồi, con chứng xin rồi. Phép thầy thay mặt tất cả các vị thầy cho con này. Dạ không, dạ không, dạ không, dạ bác. Bác ơi, bác hô Phật đỡ bác dậy đấy. Được rồi bác, được rồi bác. Dạ, được rồi.
Bạch Thầy, hồi ở Việt Nam, các chùa và quý thầy ăn chay không được ăn trứng, hành, tỏi. Nhưng qua đây con thấy các chùa và quý thầy ăn chay thì ăn được trứng và hành tỏi. Như vậy có phạm giới không? Cái này nó cũng chẳng có giới gì để phạm. Nhưng mà như thế này, cái lý do là mình không ăn ngũ tân, bởi vì trong đó có nhiều chất kích thích tố, thì người xuất gia mình giảm thì cũng là một cái tốt cho mình. Cộng thêm mình ăn nhiều cái này á, thì cái hơi thở mình nó cũng hôi, cái mồ hôi mình bình thường nó cũng đã hôi rồi, mà ăn thêm cái đó thì nó đắp mồ hôi. Bình thường đâu có ai kêu mồ thơm đâu, kêu mồ hôi không rồi chứ đâu có kêu mồ thơm. Mà ăn cái đó nhiều thì nó triple mồ thơm. Ông thầy mà ngồi nói chuyện với người ta mà thay vì người ta chấp tay mô Phật mà tức cứ dạ mô Phật thì nó không tiện. Cho nên mình giảm cái đó đi. Còn vấn đề ăn trứng, mình không thấy và không chủ trương thì thôi. Còn ví dụ trong bánh bông lan, trong bánh mì đồ đó, cứ bình thường. Thưa đại chúng, cái ăn á, nó chưa có tu gì hết á, nó chỉ mới được chút xíu của cái thân thôi. Ăn chay là để tạm thời gọi là thanh lọc cái thân, và nó làm cho cái thân mình nhẹ nhàng, thì cái tánh tình mình nó bớt nóng nảy, tức tối sát khí, chứ chưa có tu bao nhiêu hết. Mình không ăn cũng không sao, mà mình có ăn cũng không có răng. Người ăn, người không ăn á, đừng có chê, đừng có trách cái người ta ăn. Vì không khéo á, mình tu được chưa bao nhiêu mà mình lại vướng vấp. Hành nó không làm mình giải thoát, mà rốt cuộc mình nó làm mình ràng buộc. Có một cái ông đó, cái chú tiểu đó, thấy một vị hòa thượng ăn trứng gà, chú mới chê, nói tu hành mấy chục năm mà nhìn không được có cái trứng. Như con là thầy thấy không, ăn rau quanh năm. Thì hòa thượng khai thị, có một cái bụng rau mà nó cũng làm dữ. Chú tỉnh. Thì thưa đại chúng, ở đây á, cái vấn đề đề xướng ngũ tân là do các tổ Trung Quốc, chứ không có truyền thống trong Phật giáo nguyên thủy thời Phật. Bởi vì nguyên thủy thời Phật là không có chủ trương nấu ăn, mà mình phải đi khất thực. Mà đi khất thực thậm chí người ta cúng thịt còn ăn, chứ đừng nói chi là cúng hành, cúng tỏi. Hành tỏi thì thủy chung nó cũng là, nó là rau mà. Nhưng mà sau này các tổ Trung Quốc thấy rằng cái điều cái ăn những cái đó, cái nồng hôi nó nhiều, thì chúng ta giảm. Bây giờ muốn nói cho cái người giảm kia cảm lòng mà giảm, thêm câu nữa, ăn cái này nhiều tụng kinh không linh. Hỏi sao vậy? Các vị hộ pháp thiện thần ngửi cái mùi này không nổi, các ông không dám tới gần mình để bảo hộ cho mình. Ôi cha, nghe cái này là mê nhất. Tu làm sao mà hộ pháp thiện thần chạy theo rần rần mà độ mình là khoái quá rồi. Cho nên chụp tấm hình mà có được mấy cái bông gì nó nhảy như vậy đó. Ôi cha, mạng Đà La nè, thấy không? Giờ tôi tu mạng Đà La đây được. Mà bữa nào mạng không xuống cho mình la. Thôi thì bây giờ á, các vị cứ nhẹ nhàng. Mình ăn được thì mình ăn, không được thôi, không có gì phiền hà hết. Ăn chay làm sao mà mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi trong mọi vấn đề. Thậm chí ha, lỡ bữa nào mình đi, mình ăn chay trường mà mình book cái vé bay về Việt Nam mấy chục tiếng đồng hồ mà mình quên đặt đồ chay đi, họ đem tới cho mình mấy cặp sandwich có ham á, lúc đó mình phải làm gì? Lột ham ra, cất cái ham ăn bánh mì thôi, kệ có mùi chút cũng ngon. Và thưa đại chúng là lúc đó mình có ăn cái miếng bánh mì mà có dính cái ham đó đó, không hề tội lỗi gì hết, mà cũng không mất đạo hạnh gì hết. Mình ở trong cái tình, cái này gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền. Gặp cái cảnh mà gặp cái chuyện gọi là
rắc rối thì mình phải tùy theo cái phương tiện chữ quyền này là tạm. Tạm thôi mà. Giới luật mà còn giữ, mình giữ giới mà còn có bốn trường hợp để giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Thế nào gọi là khai? Nếu như mình á, bệnh mà bác sĩ nói là cái đau nhức này á, uống thuốc này thêm một cốc rượu thuốc, hay là bây giờ người ta có rượu tỏi đó, uống một muỗng vô để mà trị bệnh đau nhức. Bây giờ mình vì trị bệnh mình uống một miếng rượu tỏi này, gọi là khai. Khi nào mình hết bệnh rồi, mình giá là mình ngăn lại, rồi mình trì là mình giữ. Còn mình lỡ ghiền rồi mình nói tôi đau hoài cho tôi, thì cái này trường hợp gọi là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Luật không có bao giờ. Có một vị hòa thượng đó, ông bệnh mà bác sĩ nói là ông phải chỉ cần ông uống một thang thuốc này với con gà thôi, gà nấu á, nấu nước thôi, hết bệnh. Ông nhất định ông uống. Đệ tử thấy thầy bệnh hoài, thôi cuối cùng họp với nhau lén nấu cho hòa thượng chén canh gà uống. Hòa thượng uống xong hết bệnh. Bắt đầu hết bệnh rồi, khỏe rồi, đi điều tra. Trời ơi, thuốc gì mà linh hay quá vậy con. Lúc này đệ tử mới nói thiệt, nói dạ bạch thầy, con thấy thầy không uống mà tụi con lén để trị bệnh cho thầy là thầy uống nước canh gà mà thầy hết bệnh đó. Ổng nghe như vậy sao ổng tức quá, ọc máu chết. Học máu chết chứ bắt đầu đọa làm một cái ngạ quỷ trong chùa. Đêm nào ông cũng về, ông rên một câu thôi: nhất dạ ẩm kê than. Nhất dạ ẩm kê than là một đêm mất đạo hạnh chỉ vì uống một chén canh gà. Than vậy đó, nhất dạ ẩm kê than. Thì có trong chùa đệ tử bó tay hết. Lên Google tìm hoài coi có phương pháp nào trị mà không có. Cuối cùng có một vị đạo hạnh khác đến chùa, thì các chú mới kể chuyện này ra. Thì cái vị thiền sư mới nói được rồi, để tối nay tôi khai thị cho thầy mấy ông. Thì đêm đó cái vị ngạ quỷ đó xuất hiện cũng than như vậy. Thì lúc này một vị hòa thượng khác khai thị. Con quỷ nó đáp rằng: nhất dạ ẩm kê than. Thì vị này đáp lại: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp thân miệng ý ông thanh tịnh, ông cùng với Phật dạo cảnh Tây Phương, lo gì cái chuyện uống chén canh đó. Ngạ quỷ nghe xong thoát kiếp. Thì cái câu chuyện đó chỉ muốn nói với chúng ta, ở trong cái vấn đề tu hành, tại sao ngôi chùa của chúng ta có cái mái cong mà không là mái thẳng? Vì cái mái cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Đạo Phật không có cứng nhắc, mà đạo Phật biết tùy duyên. Mình đã tạo mọi duyên nhưng mà cuối cùng không được, chừng đó mình phải tùy duyên, chứ không phải đụng cái gì cũng tùy duyên. Người việc gì cũng tùy duyên mà không cố gắng tạo duyên, tích duyên, giữ duyên, trân trọng cái duyên, mà cái gì cũng đổ thừa, thì cái này là gì? Không có ý chí. Còn mình làm hết tất cả mọi việc mà chừng đó vẫn không được nữa thì mình phải đành chịu. Cho nên giữ giới đó là khai, giá, trì, phạm. Mình có ăn được thì tốt cho mình. Mà mình người mình thấy người ta ăn mà người ta vẫn tu thì có bình thường, đâu có chuyện. Quan trọng là tham sân si mình giải. Mình không ăn hành, không ăn tỏi mà sân si mình cũng đầy dẫy thì không nên. Đúng không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này. Con được học Phật giáo có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Phật hiền kiếp là Đức Bổn Sư, Phật vị lai là Di Lặc. Hàng triệu năm nữa mới tới nhiệm kỳ. Trời này sao giống bầu cử quá. Vậy năm nay hơn 2.000 năm tới nữa gì? Vậy nay mới hơn 2.000 năm đã tới kỳ mạt pháp, tương lai sẽ như thế nào? Thầy khai ngộ cho con, mô Phật. Hãy trả lời cuộc đời.
khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thôi tạm thời hát khúc Thủy Du đi. Có một cái vị đó đi lên hỏi một ông thầy. Thế bạch thầy, sau khi chết mình đi đâu? Ông thầy nói tôi chưa chết. Tôi chưa chết, tôi biết tôi đi đâu. Nhưng mà Phật tử cần phải hiểu ba chữ của cái Phật, cái câu này. Mình không giải quyết là bây giờ hơn 2.000 năm nữa thì tương lai đi về đâu. Thiệt sự là em cũng không biết em đi về đâu nữa. Có nhiều lúc em chỉ đi Cali 5 ngày mà em không biết thân phận em tối nay ngủ đâu nữa mà. Chỉ có 5 ngày thôi mà em còn bị đá như banh mà thì cái chuyện. Đấy. Hôm nào mà mình giận hai vợ chồng mà giận nhau, mày đi qua ba mày, mày ngủ đi. Đó. Chung nhà đó mà còn đá tới đá lui. Giận nhau không thèm nấu ăn. Thì quý vị tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra after mấy ngàn năm nữa. Khủng hoảng quá. Bây giờ mình hiểu chữ ba thời kỳ của Phật pháp. Thế nào là chánh pháp? Thế nào là tượng pháp và thế nào là mạt pháp? Chữ chánh pháp được định nghĩa là thiền định kiên cố. Cái thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ người ta tu đâu chứng đó. Vì sao? Vì ít những cái mê hoặc ở bên ngoài. Ví dụ như hồi trước vô chùa tu, không có iPhone, không có iPad, phải không? Không có internet, không có TV, không có cái gì hết. Cũng là cơm lạc rồi đại khái đời sống vậy thì cái chuyện tu nó dễ rồi. Bây giờ mà iPad cũng có, iPhone cũng có thì ai đi tu, ai tụng? Pháp Hòa hay chọc mấy đứa nhỏ nói iPad, iPhone, no I pray. Vừa rồi Pháp Hòa chọc câu thứ hai, nói Thiên Chúa giáo có Amen, Hồi giáo có Allah, Phật giáo A Di Đà, Mô Bô giáo Alo. Mô Bô giáo này chiếm tín đồ nhiều nhất. Nghĩa là tín đồ này trung thành với Mô Bô giáo đến mức độ mà vô nghe pháp vẫn chưa chịu tắt alo mà. Ở trên này ta tụng kinh mà mình cũng alo, mà thậm chí bên ngoài ta vẫn A Di Đà. Cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là lúc đó con người ít những cái phan duyên bên ngoài và sự hành trì nó dễ dàng hơn. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp. Tượng pháp nghĩa là thời kỳ tháp viện kiên cố, chùa nhiều lắm, viện nhiều lắm nhưng mà cái chất nó giảm. Có nhiều khi Phật tử mình chưa hiểu thâu, mình chưa biết ý nghĩa phụng sự Tam Bảo nữa. Đi chùa này không được, ghé chùa kia nghe không? Ghé về đừng có nói nghe. Cái đó không nên. Mình quy Tam Bảo là Tam Bảo chung Phật Pháp Tăng mà. Nơi nào có Phật, có Pháp, có Tăng là nơi đó có đệ tử Phật. Thời kỳ tượng Pháp là tượng là gì? Na ná thôi. Na ná. Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam có một dạo, người ta cũng cạo đầu, người ta quấn y, người ta ôm bát, người ta ra đường, người ta khất thực. Trời, nhìn giống ông Tăng mà phải Tăng không? Đó là na ná.
Cái đó là hàng lô made in Việt Nam chứ không phải made in temple. Bây giờ giáo hội muốn thanh lọc cái đó, giáo hội phải ra một cái lệnh là tất cả những thầy mà thiệt sự là sư mà đi khất thực tạm thời không đi khất thực nữa. Tất cả những sự khất thực của các sư, các tịnh xá, các chùa dừng lại hết. Mà hãy mà ai mà đúng mà một cái người tu thật sự là theo cái lệnh đó của giáo hội thì những ông giả ông đâu có biết cái luật đó, ông sẽ rền khên ở ngoài đường hết. Có hốt không em không dám nói, tại hốt mất công nuôi. Nhưng mà Pháp Hòa nói là cái tượng pháp là na ná. Rồi bây giờ mạt pháp nè. Mạt pháp là gì? Mạt pháp là đấu tranh kiên cố. Giờ mình có đang ở trong thời kỳ đấu tranh kiên cố không? Một người này nói một câu, người kia nói một câu, mà bây giờ nó còn tân tiến hơn. Email nè, Facebook nè, FaceTime nè, Zalo nè, Tango nè, Disco nè, Viber nè, rồi gì nữa list luôn đi, YouTube. Ta thử ra là bây giờ là đấu tranh kiên cố, mình bất đồng, bất mãn, bất bình với ai rồi thì mình sao bất chấp. Mình bất bình, bất mãn với người nào rồi là mình bất chấp họ là ai. Và mình nói điều đó có ảnh hưởng gì đến cả đạo giáo hay không, mình cũng không còn nhớ nữa. Mình làm xong để mà thỏa cái sự tức giận của mình thôi. Mà mình quên rằng, nhưng không chết người trai lính trẻ, mà chết người gái nhỏ hậu phương. Cách đây 2 ngày, có một Phật tử lên nói Pháp Hòa là bây giờ con không ưa cái người đó, con có thể phô trương cái chuyện xấu của họ được không? Thì Pháp Hòa không trả lời, mà Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đạo hữu không thích cái người đó, họ đang đứng ở cây xăng, họ đổ xăng, đạo hữu lại cầm một viên quẹt châm vô cái đó, mục đích là mình nổ chết cái người mà mình không ưa. Nhưng mà chỉ có phải chỉ chết cái người mình không ưa không, hay là cả một cây xăng đó nó nổ rồi ảnh hưởng biết bao nhiêu những cái người xung quanh? Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi. Đạo hữu hãy quán chiếu Pháp Hòa muốn nói gì. Bây giờ quý vị có nhận được cái điều Hòa nói không? Có nhiều khi mình tức một cái người đó, mình làm cho lợi gan mình, hả giận mình, bất bình, bất mãn, phải không? Mà mình bất chấp, rồi cuối cùng thì mình lại ôm một cái đau khổ cho chính mình. Và vì mình đã làm một cái điều nó quá xa. Cho nên cái thời kỳ này chính vì sao mà gọi là mạt pháp? Bởi vì chúng ta nhận pháp mà chúng ta không hiểu pháp. Đúng ra Phật pháp không bao giờ mạt. Phật pháp làm sao mạt được? Trong kinh Dược Sư quý vị nhớ không? Mặt trời dù có mọc ở phương Tây, mặt trăng mọc ở phương Đông, thấy không? Hay là thay đổi cái gì đó, lời của Như Lai cũng không bao giờ thay đổi. Pháp Phật làm sao mà? Nhưng mà chúng ta tiếp nhận nó một cách hời hợt, lật lạc, rồi mình pha chế đủ thứ thì bắt đầu nó mạt. Chứ còn Pháp Phật không có mạt. Cho nên nếu mình hiểu, nhiều khi mình đang sống trong chánh pháp nhưng mà mình tiếp nhận chánh pháp không có một cách nghiêm túc, thì mình cũng có thể đi vào cái chuyện gọi là mình đưa cái chánh pháp mình tiếp nhận trở thành ra mạt pháp. Trước khi dứt, Pháp Hòa nói một câu thôi. Có một vị thiền sư nói như thế này: người tà nói pháp chánh. Quý vị nghe kỹ ha. Người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp.
Nếu cái đó mà là chánh pháp, nhưng mà rủi thay nó rơi vào một con người tà pháp, thì chánh pháp cũng bị họ bóp méo, họ làm cho nó thành ra tà pháp. Nhưng nếu cái vị đó là cái người nắm vừa giữ mạng mạch của chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp, cái pháp tà mà lọt vô tai họ, tà pháp cũng họ được biến đổi, làm cho nó thành ra chánh pháp. Phong vào ví dụ, người ta nhờ mình đi tới, người ta nhờ mình coi bói, giải sâm. Thì đúng ra là Phật giáo là không có chuyện này à. Phật giáo là không có bàn sâm, không có đoán điềm, giải mộng, giải sao trai hết á. Tại làm sao mà không giải? Bởi vì khi mình té rồi người ta tới, người ta hỏi mình anh có sao không, thì mình nói dạ không sao. Mà không có sao thì mắc gì cũng sao. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái người đó họ đang đi vào cái pháp tà, tạm thời mình gọi là pháp tà nhé. Nhưng mà bây giờ anh ta muốn mình giải xong cái mình dở ra câu rồi mình đọc: Long lân quy phụng báo lành, Quan Âm mà xuất hiện là tạo thành đế vương, thuyền từ đợi bến sông Thương, khéo tu thì mở trăm đường mình đi. À bây giờ mà cái mình bây giờ đây, cái câu này mà gặp mà ông tà là ông giải khác nha. Gặp ông chánh ông nói thấy không, tốt lắm, tứ linh là long lân quy phụng, từ bi hỷ xả, long lân quy phụng báo lành. Người mà sống có từ bi hỷ xả thì lo gì không lành không an. Mà người sống lành sống an rồi thì thênh thang vạn nẻo đường. Tà pháp lọt vô cái tay của ông chánh pháp thì tà pháp thành chánh pháp. Mà bây giờ chánh pháp là kinh điển của Phật, nhưng mà lọt vô cái ông tà rồi thì ông diễn tùm lum hết, ông làm đủ trò hết để mà ông tìm lợi, ông tìm cái sự mà gọi là lợi dưỡng cho họ, hoặc là không đưa đi người Phật tử đi trên con đường chánh đạo. Thôi thì mình để dành mấy câu hỏi này cho ngày mai, tại vì bây giờ nói nữa là tới 10 giờ sao, mà lương trả là nãy giờ hết nửa tiếng rồi. Mình xứ Mỹ mà mướn clean là không có làm chuyện khác. Quý vị mệt chưa? Vậy bây giờ quý vị hiểu chánh pháp tà pháp chưa? Bây giờ mình thấy đạo Phật là không có cầu an cầu siêu, đâu có sao đâu. Phật tử muốn cầu an về chùa tụng kinh cầu an, vô ngồi xuống tụng kinh, tụng phẩm phổ môn. Trong phẩm phổ môn có một câu: nếu người nào mà trôi dạt trên sông trên biển gì đó, người nào cũng hốt hoảng hết, tự nhiên có người bình tĩnh hơn: các người đừng có sợ, hãy niệm Quan Âm đi. Cái câu nói hay vô cùng. Người ta đang sợ hãi khủng hoảng quá, mình cho người ta cái không sợ hãi là Don't worry. Tức là biểu người ta mình cái đó gọi là vô úy thí. Các vị đừng có sợ, hãy bình tĩnh. Ở đây quý vị sống mấy chục năm rồi, quý vị đã trải nghiệm ra động đất chưa? Có rồi. Nhưng mà mỗi lần vậy mà con mình nó sợ thì mình lại chấn nhiếp nó: đừng có sợ. Một cuộc sống của mình đó, nó có cỡ nào đi nữa đó, nhưng mà mình khéo léo, mình balance nó lại thì nó cũng sẽ yên thôi. Mình đang đi trên một chiếc thuyền đông người, chiếc ghe đông người, mà lúc đó phải án binh bất động, đừng có nhúc nhích. Chỉ cần lệch lạc một cái là nước nó vô. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi đám á,
có những cái đám nhà nghèo mà người ta ở dưới quê, bên sông, bên cồn, bên... Rồi người ta mời nguyên cái đoàn Phật tử đi tụng kinh cho người ta. Mình đâu có nỡ lòng nào mà kêu ghe cho nhiều gia chủ trả tiền chết. Kêu có một chiếc ghe, cái xuồng ba lá đó, mà mười mấy người lên. Trời đất ơi, ta nói ban đêm ban hôm là dứt một cái là nước nó vô. Con cái bà cụ bà ngồi cái bên, bà nói chờ tao lại mày. Mà nói không ạ, tao lại mày, mày đừng có nhúc nhích. Mày đi mày chết đó, tao sanh không kịp đền má mày. Đó là... Mà lúc đó là ngồi im, không có ai dám nhúc nhích gì hết á. Mà lúc đó là làm gì phải không? Nam Mô Di Đà Phật, con đi tụng kinh đám, con có làm gì hết á. Là làm sao cho con trôi tấp vô tới bờ yên ổn. Lúc đó tâm mình là chỉ niệm, họ không có dám nhúc nhích gì hết. Tấp vô tới đó. Người nào mà sợ ma, niệm Quan Âm, niệm Phật, ma nó chạy. Biết sao không? Bởi vì khi mình sợ ma nghĩa là tâm mình nó đang giao tiếp với con ma. Mình càng đi nhanh thì cảm giác con ma nó đi ở sau lưng mình á. Hình như nó nhanh lắm á. Cái hồi đó mà khoái đi tụng đám lắm. Mà có một cái bệnh là không dám nhìn hình người chết. Tại vì nhìn họ sao cứ nhìn mình hoài. Không biết quý vị có cái experience, cái kinh nghiệm đó không? Cái người sống người ta treo mình không cảm giác họ nhìn mình nha. Mà hãy cái hình mà người nào mà chết rồi, cái sao mà mình đi tới đây. Mà cái tật càng sợ thì là lại càng nhìn. Mà càng nhìn họ hình như họ nhìn mình. Sợ. Thì khi mà bây giờ trong kinh nói là niệm Phật như vậy đó. Khi mình niệm Phật nghĩa là bây giờ mình nhớ. Nhớ Phật. Mà nhớ Phật thì mình quên. Quên ma, cái ma nó hết. Cái đó trong nhà Phật gọi là gì? Trị cái vọng tưởng của mình. Cho nên cái phẩm phổ môn mà nói theo duy thức học á, là cái phẩm trị cái bệnh tưởng. Chúng sanh mình tưởng nhiều lắm. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng. Đó là tưởng đó. Cho nên nó là trong kinh Phật á, mình đến chùa mình cầu an là mình tụng cái đó để mình biết rằng à, nhờ như vậy đó mình đưa cái người Phật tử đó, họ mới đầu họ tin là đến chùa có cầu an cầu siêu, tụng riết chập. Quý vị để ý coi, những năm đầu tiên là trời danh sách cầu an linh láng, tụng muốn chết luôn. Sau một thời gian đó là những người Phật tử thuần thành là hình như rút tên hết. Ta bây giờ người ta thuần rồi. Những người Phật tử thuần thành ta hiểu rồi, an hay không là mình chứ không phải thầy cầu mình an, ta rút hết. Bây giờ chỉ còn lại những người sơ cơ mới bắt đầu. Nhưng mà những người mà bây giờ đã rút tên đừng có cười họ nha. Những người đó là hóa thân của mình đời trước đó. Tại trước kia mình có y hệt vậy nè. Mà sở dĩ về nay mình rút tên là vì mình hiểu đạo. Mình thấy, mình thông cảm cho họ. Thấy không? Mình thông cảm cho họ, mình biết đây hình ảnh của tôi ngày xưa nè. Tôi chưa hiểu đạo tôi giống vậy đó. Mà thậm chí mà lên chùa mà mình ghi tên cầu an mà không ghi, biết ghi làm sao mà ghi lộn qua cầu siêu nữa. Rồi chẳng những như vậy mà tuổi mà ghi trật nữa chứ. Mới đây đây, hôm qua hôm kia về có ông cô. Cổ đọc cái năm sanh của cổ là 57. Không biết ai ghi nhầm 75. Vậy mà cổ không yên. Hỏi thầy coi có sao không? Nói trời ơi có sao đâu. Lấy cái đồ quẹt cái là sao gì nó cũng sẹt lại hết. Hiểu như vậy đó là mình không có gì buồn hà. Lên chùa cầu siêu mà người ta tụng cho người thân của mình siêu. Người thân siêu chưa biết mà người sống ngồi nằm ở gì quỳ đó cúng là thấy siêu từ từ rồi đó. Tại vì sao? Hiểu quá trời quá đất luôn. Hiểu sao? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Đừng bỏ em một mình, sờ lành lắm anh ơi. Vậy mà coi ngày ông thầy nói chu cha chồng chết, có khả năng rước thêm người ra.
lập tức hỏi thầy ém cách nào thầy. Vậy mà lúc đầu là đừng bỏ em một mình, để em chết theo anh. Cho nên là mình thấy rõ ràng, khi mình hiểu mình đi chùa, cho nên trong nhà Phật á, tất cả những cái hình ảnh là phương tiện đó. Dạ, quý vị hiểu chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Giờ mình có thời gian nữa không? Thôi còn có 15 phút rồi. Ở đây có ai biết hát hò gì không? Các vị đừng có hiểu lầm, em hỏi vậy đâu phải để đưa em lên. Thầy trụ trì đây biết hát không? Thầy mới đi Ấn Độ về mời thầy ra hát bài nhạc Ấn. Hồi chiều thầy nói tôi mới đi Ấn Độ về, thầy ngửi tôi còn mùi cà ri không? Thôi bây giờ những câu hỏi này cũng có nhiều câu hay lắm, mình sẽ để dành cho ngày mai. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Thì mai mình sẽ gặp ở Huệ Quang lúc 7 giờ. Chứ bây giờ nhiều câu hỏi lắm, mà câu nào cũng hay hết á. Cái này nó giống phim Tàu vậy nè. Nó sẽ hết ngay cái chỗ đánh một cái rầm văng ra mà không biết chết hay sống. Sau rồi nó chạy chữ, cái mình muốn biết coi cái cuốn này nó ngày mai sao, coi tiếp. Thôi bây giờ mình sẽ dừng ở đây ha. Hát bài hả? Không ai cứu bồ hết hả? Nhờ quý vị muốn nghe cái gì? Thôi bây giờ mời đại chúng mình chắp tay lại để mình nghe một bài hát. Tại bài hát này phải chắp tay nó mới hay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thôi bây giờ tối nay tối thứ sáu và đại chúng sau 5 ngày làm việc mệt mỏi, lẽ ra là quý vị có quyền đi về nghỉ, nhưng mà quý vị có tình thương lớn với Pháp Hòa, quý vị tội nghiệp ở xa tới mà nói không ngồi ủng hộ thì cũng tội, quý vị cũng ráng ngồi suốt gần 2 giờ. Thôi Pháp Hòa xin hát một bài cho quý vị nghe. Dạ thì bây giờ con hát cho nó hết giờ. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa đến đây để thăm quý vị, và đặc biệt là kính đảnh lễ Vấn An Sức Khỏe và Thượng Viện Chủ. Thì lẽ ra là ngày hôm nay Hòa Thượng cũng hơi mệt, nhưng mà hồi nãy Hòa Thượng cũng có ra để cho Pháp Hòa được thăm Ngài và ngồi uống chút trà với Ngài. Bao nhiêu đó thì mình cũng thấy được cái đạo tình của một bậc trưởng thượng đối với người nhỏ. Ngồi trong bàn thì cũng có các thầy trẻ,
Thì Hòa Thượng nói tôi thấy quý thầy còn trẻ mà làm được việc hoằng pháp thì tôi rất là mừng. Thì đó là một cái lời khuyến khích của Hòa Thượng đối với những người hậu bối của Ngài. Và chúng con luôn luôn rất là hạnh phúc, rất là mừng khi mà cuộc đời tu của chúng con trên bước đường làm đạo mà thỉnh thoảng còn được gặp các bậc tôn đức, và lúc nào cũng rủ cái lòng thương xuống cho tất cả chúng con, hộ trì cho chúng con làm đạo. Thì đó là một cái an ủi rất lớn, và đó là một món quà rất lớn cho chúng con. Chúng con kính nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho Hòa Thượng, tứ đại được thường hòa. Nguyện cho Hòa Thượng sống lâu ở đời, và chúng ta gọi là cửu trụ ta bà, để mãi là một cây cổ thụ cho tất cả. Mặc dù bây giờ Ngài không làm gì, nhưng mà Ngài chỉ cần cầm cây gậy đi tới đi lui thì mình cũng khiếp vía, mình hộ trì mình một chút. Và kính nguyện Hòa Thượng luôn được an vui sức khỏe, cũng như chư Tăng Ni ở đây luôn luôn sát cánh với Hòa Thượng để làm Phật sự. Tất cả quý Phật tử ở vùng này nói chung và ở nơi đạo tràng này nói riêng luôn được an lành, và đặc biệt là nhờ cái ân đức của Hòa Thượng mà quý vị tiến tu. A Di Đà Phật. Thì bây giờ mình hát một bài mà quý vị muốn nghe. Vọng cổ. Cổ nghĩa là gì? Xưa. Mà xưa thì phải hát nhạc cũ. Giờ mời quý vị nghe lại bài cũ. Thôi quý vị, tối nay mình hát bài bài gì? Buồn Cau Quê Ngoại được không? Được không? Dạ rồi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui với hàng cau say trái, với bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già. Có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm não cho đến trọn đời, tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau hết trái, buồn trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao, để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá,
thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoài xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Dạ thầy nói là thôi được rồi để tôi. Bán cái vậy hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó qua giọng ca của Thượng tọa giảng sư hay quá họ quý vị ha. Bây giờ để thay đổi không khí thì nếu mà theo yêu cầu của giảng sư thì thầy sẽ hát bài đi tu được không? À, nghe tất cả mình ngồi lên nghe thầy hát bài đi tu. Thầy đứng ở đây. Đứng đây rồi. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ngồi tụng kinh cái đầu dính mà đôi mắt liên diện. Trong lúc ta đi thiền hành, nào trời trong gió mát. Ước mong sao tâm trí thanh cao, mong thoát ra vòng trần lao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chà thượng tọa giảng sư, kính thưa đại chúng, thay mặt Phật thượng hiện chủ chùa Quan Âm Bồ Tát Đầu Ti và chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni và toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện ngày hôm nay, xin thành thật cảm niệm công đức thượng tọa đã hoan hỷ về chùa Quan Âm chúng tôi để mà trao đổi một thờ pháp. Nguyện thần phương chư Phật chư vị Bồ Tát hiện nay đang thủy từ gia hộ cho giảng sư sức khỏe dồi dào và luôn luôn truyền đạt chánh pháp cho hàng Phật tử hậu học trên con đường tu học cần cầu giải thoát. Ngưỡng mong mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa giảng sư A Di Đà Phật. Và hôm nay Phật tử có món quà để trao tặng lại cho thượng tọa giảng sư. Xin thượng tọa thư gian sử niệm nhờ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, hôm nay chúng có con nhân duyên lành được thầy quá bộ về chánh điện chùa Quan Âm để cho chúng con một bài pháp. Thật là một hạnh phúc lớn lao cho chúng con Phật tử chùa Quan Âm và Phật tử vùng Orange County này. Được sự chỉ dạy của Hòa Thượng chúng con xin phép dâng lên, kính dâng chút tịnh tài của tất cả các anh chị em chúng con ở đây và vắng mặt nữa để thành kính chúng người thực tọa, thực tọa chứng minh cho chúng con. Phật xin mang lại những chân trái. Phật kính bạch trên hòa thượng cũng như chư đại đức tăng ni hiện tiền. Hôm nay con được về đây là thăm hòa thượng và thăm quý Phật tử là con rất là vui. Và những gì mà con nhận ở đây đó là con đã nhận rồi. Nhưng mà xin cho con được một cái phước là con được cơ hội cúng dường để trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Quan Âm này. Nếu mà được sự chấp nhận của Hòa Thượng cũng như quý thầy, quý cô ở đây thì thật là một cái phước cho con trên cái con đường mà tu học của mình. Con kính mong Hòa Thượng và quý thượng tọa với đại đức Tăng Ni hoan nghỉ cho con. Xin cho con được cái phước là con được cúng dường Tam Bảo ở đây để mà mai mốt con còn gieo duyên ở vùng Cali này, mà lỡ con đi đâu con cũng có thắp vô con xin cơm được. Thay vì là Phật xin quý thầy quý là vị quan hỷ. Dạ. Rồi khỏi thầy xin thầy chứng minh cho rồi, con. Chính chứng rồi, con chứng xin rồi. Phép thầy con thay mặt tất cả các vị này con thầy cho con phải hết. Dạ không. Dạ bác ơi, bác vô Phật đỡ bác vậy đó. Được rồi bác, dạ được rồi.
Bạch Thầy, hồi ở Việt Nam, các chùa và quý thầy ăn chay không được ăn trứng, hành, tỏi. Nhưng qua đây con thấy các chùa và quý thầy ăn chay thì ăn được trứng và hành tỏi. Như vậy có phạm giới không? Cái này nó cũng chẳng có giới gì để phạm. Nhưng mà như thế này, cái lý do là mình không ăn ngũ tân, bởi vì trong đó có nhiều chất kích thích tố, thì người xuất gia mình giảm thì cũng là một cái tốt cho mình. Cộng thêm mình ăn nhiều cái này á, thì cái hơi thở mình nó cũng hôi, cái mồ hôi mình bình thường nó cũng đã hôi rồi, mà ăn thêm cái đó thì nó đắp mồ hôi. Bình thường đâu có ai kêu mồ thơm đâu, kêu mồ hôi không rồi chứ đâu có kêu mồ thơm. Mà ăn cái đó nhiều thì nó triple mồ thơm. Ông thầy mà ngồi nói chuyện với người ta mà thay vì người ta chấp tay mô Phật mà tới cứ dạ mô Phật thì nó không tiện. Cho nên mình giảm cái đó đi. Còn vấn đề ăn trứng, mình không thấy và không chủ trương thì thôi. Còn ví dụ trong bánh bông lan, trong bánh mì đồ đó, cứ bình thường. Thưa đại chúng, cái ăn á, nó chưa có tu gì hết á, nó chỉ mới được chút xíu của cái thân thôi. Ăn chay là để tạm thời gọi là thanh lọc cái thân, và nó làm cho cái thân mình nhẹ nhàng, thì cái tánh tình mình nó bớt nóng nảy, tức tối sát khí, chứ chưa có tu bao nhiêu hết. Mình không ăn cũng không sao, mà mình có ăn cũng không có răng. Người ăn, người không ăn á, đừng có chê, đừng có trách cái người ta ăn. Vì không khéo á, mình tu được chưa bao nhiêu mà mình lại vướng vấp. Hành nó không làm mình giải thoát, mà rốt cuộc mình nó làm mình ràng buộc. Có một cái ông đó, cái chú tiểu đó, thấy một vị hòa thượng ăn trứng gà, chú mới chê, nói tu hành mấy chục năm mà nhìn không được có cái trứng. Như con là thầy thấy không, ăn rau quanh năm. Thì hòa thượng khai thị, có một cái bụng rau mà nó cũng làm dữ. Chú tỉnh. Thưa đại chúng, ở đây cái vấn đề đề xướng ngũ tân là do các tổ Trung Quốc, chứ không có truyền thống trong Phật giáo nguyên thủy thời Phật. Bởi vì nguyên thủy thời Phật là không có chủ trương nấu ăn, mà mình phải đi khất thực. Mà đi khất thực thậm chí người ta cúng thịt còn ăn, chứ đừng nói chi là cúng hành, cúng tỏi. Hành tỏi thì thủy chung nó cũng là, nó là rau mà. Nhưng mà sau này các tổ Trung Quốc thấy rằng cái điều cái ăn những cái đó, cái nồng hôi nó nhiều, thì chúng ta giảm. Bây giờ muốn nói cho cái người giảm kia cảm lòng mà giảm, thêm câu nữa, ăn cái này nhiều tụng kinh không linh. Hỏi sao vậy? Các vị hộ pháp thiện thần ngửi cái mùi này không nổi, các ông không dám tới gần mình để bảo hộ cho mình. Chú cha nghe cái này là mê nhất. Tu sao mà hộ pháp thiện thần chạy theo rần rần mà độ mình là khoái quá rồi. Cho nên chụp tấm hình mà có được mấy cái bông gì nó nhảy như vậy đó. Ôi cha, mạng Đà La nè, thấy không? Giờ tôi tu mạng Đà La đây được. Mà bữa nào mạng không xuống cho mình la. Thôi thì bây giờ á, các vị cứ nhẹ nhàng, mình ăn được thì mình ăn, không được thôi, không có gì phiền hà hết. Ăn chay làm sao mà mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi trong mọi vấn đề. Thậm chí ha, lỡ bữa nào mình đi, mình ăn chay trường mà mình book cái vé bay về Việt Nam mấy chục tiếng đồng hồ mà mình quên đặt đồ chay đi, họ đem tới cho mình mấy cặp sandwich có ham á, lúc đó mình phải làm gì? Lột ham ra, cất cái ham ăn bánh mì thôi, kệ có mùi chút cũng ngon. Và thưa đại chúng là lúc đó mình có ăn cái miếng bánh mì mà có dính cái ham đó đó, không hề tội lỗi gì hết, mà cũng không mất đạo hạnh gì hết. Mình ở trong cái tình, cái này gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền. Gặp cái cảnh mà gặp cái chuyện gọi là
rắc rối thì mình phải tùy theo cái phương tiện chữ quyền này là tạm. Tạm thôi mà. Giới luật mà còn giữ, mình giữ giới mà còn có bốn trường hợp để giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Thế nào gọi là khai? Nếu như mình á, bệnh mà bác sĩ nói là cái đau nhức này á, uống thuốc này thêm một cốc rượu thuốc, hay là bây giờ người ta có rượu tỏi đó, uống một muỗng vô để mà trị bệnh đau nhức. Bây giờ mình vì trị bệnh mình uống một miếng rượu tỏi này, gọi là khai. Khi nào mình hết bệnh rồi, mình giá là mình ngăn lại, rồi mình trì là mình giữ. Còn mình lỡ ghiền rồi mình nói tôi đau hoài cho tôi, thì cái này trường hợp gọi là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Luật không có bao giờ. Có một vị hòa thượng đó, ông bệnh mà bác sĩ nói là ông phải chỉ cần ông uống một thang thuốc này với con gà thôi, gà nấu á, nấu nước thôi, hết bệnh. Ông nhất định ông uống. Đệ tử thấy thầy bệnh hoài, thôi cuối cùng họp với nhau lén nấu cho hòa thượng chén canh gà uống. Hòa thượng uống xong hết bệnh. Bắt đầu hết bệnh rồi, khỏe rồi, đi điều tra. Trời ơi, thuốc gì mà linh hay quá vậy con. Lúc này đệ tử mới nói thiệt, nói dạ bạch thầy, con thấy thầy không uống mà tụi con lén để trị bệnh cho thầy là thầy uống nước canh gà mà thầy hết bệnh đó. Ổng nghe như vậy sao ổng tức quá, ọc máu chết. Học máu chết chứ bắt đầu đọa làm một cái ngạ quỷ trong chùa. Đêm nào ông cũng về, ông rên một câu thôi: nhất dạ ẩm kê than. Nhất dạ ẩm kê than là một đêm mất đạo hạnh chỉ vì uống một chén canh gà. Than vậy đó, nhất dạ ẩm kê than. Thì có trong chùa đệ tử bó tay hết. Lên Google tìm hoài coi có phương pháp nào trị mà không có. Cuối cùng có một vị đạo hạnh khác đến chùa, thì các chú mới kể chuyện này ra. Thì cái vị thiền sư mới nói được rồi, để tối nay tôi khai thị cho thầy mấy ông. Thì đêm đó cái vị ngạ quỷ đó xuất hiện cũng than như vậy. Thì lúc này một vị hòa thượng khác khai thị. Con quỷ nó đáp rằng: nhất dạ ẩm kê than. Thì vị này đáp lại: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp thân miệng ý ông thanh tịnh, ông cùng với Phật dạo cảnh Tây Phương, lo gì cái chuyện uống chén canh đó. Ngạ quỷ nghe xong thoát kiếp. Thì cái câu chuyện đó chỉ muốn nói với chúng ta, ở trong cái vấn đề tu hành, tại sao ngôi chùa của chúng ta có cái mái cong mà không là mái thẳng? Vì cái mái cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Đạo Phật không có cứng nhắc, mà đạo Phật biết tùy duyên. Mình đã tạo mọi duyên nhưng mà cuối cùng không được, chừng đó mình phải tùy duyên, chứ không phải đụng cái gì cũng tùy duyên. Người việc gì cũng tùy duyên mà không cố gắng tạo duyên, tích duyên, giữ duyên, trân trọng cái duyên, mà cái gì cũng đổ thừa, thì cái này là gì? Không có ý chí. Còn mình làm hết tất cả mọi việc mà chừng đó vẫn không được nữa thì mình phải đành chịu. Cho nên giữ giới đó là khai, giá, trì, phạm. Mình có ăn được thì tốt cho mình. Mà mình người mình thấy người ta ăn mà người ta vẫn tu thì có bình thường, đâu có chuyện. Quan trọng là tham sân si mình giải. Mình không ăn hành, không ăn tỏi mà sân si mình cũng đầy dẫy thì không nên. Đúng không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này. Con được học Phật giáo có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Phật hiền kiếp là Đức Bổn Sư, Phật vị lai là Di Lặc. Hàng triệu năm nữa mới tới nhiệm kỳ. Trời này sao giống bầu cử quá. Vậy năm nay hơn 2.000 năm tới nữa gì? Vậy nay mới hơn 2.000 năm đã tới kỳ mạt pháp, tương lai sẽ như thế nào? Thầy khai ngộ cho con, mô Phật. Hãy trả lời cuộc đời.
khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thôi tạm thời hát khúc Thủy Du đi. Có một cái vị đó đi lên hỏi một ông thầy, để bạch thầy, sau khi chết mình đi đâu? Ông thầy nói tôi chưa chết. Tôi chưa chết, tôi biết tôi đi đâu. Nhưng mà Phật tử cần phải hiểu ba chữ của cái Phật, cái câu này. Mình không giải quyết là bây giờ hơn 2.000 năm nữa thì tương lai đi về đâu. Thiệt sự là em cũng không biết em đi về đâu nữa. Có nhiều lúc em chỉ đi Cali 5 ngày mà em không biết thân phận em tối nay ngủ đâu nữa mà. Chỉ có 5 ngày thôi mà em còn bị đá như banh mà thì cái chuyện. Đấy. Hôm nào mà mình giận, hai vợ chồng mà giận nhau, mày đi qua ba mày, mày ngủ đi. Đó. Chung nhà đó mà còn đá tới đá lui nữa. Giận nhau không thèm nấu ăn. Thì quý vị tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra after mấy ngàn năm nữa. Khủng hoảng quá. Bây giờ mình hiểu chữ ba thời kỳ của Phật Pháp. Thế nào là chánh pháp? Thế nào là tượng pháp? Và thế nào là mạt pháp? Chữ chánh pháp được định nghĩa là thiền định kiên cố. Cái thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ người ta tu đâu chứng đó. Vì sao? Vì ít những cái mê hoặc ở bên ngoài. Ví dụ như hồi trước vô chùa tu, không có iPhone, không có iPad, phải không? Không có internet, không có TV, không có cái gì hết. Cũng là cơm lạc rồi đại khái đời sống vậy thì cái chuyện tu nó dễ rồi. Bây giờ mà iPad cũng có, iPhone cũng có thì ai đi tu, ai tụng? Pháp Hòa hay chọc mấy đứa nhỏ nói iPad, iPhone, no I pray. Vừa rồi Pháp Hòa chọc câu thứ hai, nói Thiên Chúa giáo có Amen, Hồi giáo có Allah, Phật giáo A Di Đà, Mô Bô giáo Alo. Mô Bô giáo này chiếm tín đồ nhiều nhất. Nghĩa là tín đồ này trung thành với Mô Bô giáo đến mức độ mà vô nghe pháp vẫn chưa chịu tắt alo mà. Ở trên này ta tụng kinh mà mình cũng alo, mà thậm chí bên ngoài ta vẫn A Di Đà. Cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là lúc đó con người ít những cái phan duyên bên ngoài và sự hành trì nó dễ dàng hơn. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp. Tượng pháp nghĩa là thời kỳ tháp viện kiên cố, chùa nhiều lắm, viện nhiều lắm nhưng mà cái chất nó giảm. Có nhiều khi Phật tử mình chưa hiểu thâu, mình chưa biết ý nghĩa phụng sự Tam Bảo nữa. Đi chùa này không được, ghé chùa kia nghe không? Ghé về đừng có nói nghe. Cái đó không nên. Mình quy Tam Bảo là Tam Bảo chung Phật Pháp Tăng mà. Nơi nào có Phật, có Pháp, có Tăng là nơi đó có đệ tử Phật. Thời kỳ tượng Pháp là tượng là gì? Na ná thôi. Na ná. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam có một dạo, người ta cũng cạo đầu, người ta quấn y, người ta ôm bát, người ta ra đường, người ta khất thực. Trời, nhìn giống ông Tăng mà phải Tăng không? Đó là na ná.
Cái đó là hàng lô made in Việt Nam chứ không phải made in temple. Bây giờ giáo hội muốn thanh lọc cái đó, giáo hội phải ra một cái lệnh là tất cả những thầy mà thiệt sự là sư mà đi khất thực tạm thời không đi khất thực nữa. Tất cả những sự khất thực của các sư, các tịnh xá, các chùa dừng lại hết. Mà hãy mà ai mà đúng mà một cái người tu thật sự là theo cái lệnh đó của giáo hội thì những ông giả ông đâu có biết cái luật đó, ông sẽ rền khên ở ngoài đường hết. Có hốt không em không dám nói, tại hốt mất công nuôi. Nhưng mà Pháp Hòa nói là cái tượng pháp là na ná. Rồi bây giờ mạt pháp nè. Mạt pháp là gì? Mạt pháp là đấu tranh kiên cố. Giờ mình có đang ở trong thời kỳ đấu tranh kiên cố không? Một người này nói một câu, người kia nói một câu, mà bây giờ nó còn tân tiến hơn. Email nè, Facebook nè, FaceTime nè, Zalo nè, Tango nè, Disco nè, Viber nè, rồi gì nữa list luôn đi, YouTube. Ta thử ra là bây giờ là đấu tranh kiên cố, mình bất đồng, bất mãn, bất bình với ai rồi thì mình sao bất chấp. Mình bất bình, bất mãn với người nào rồi là mình bất chấp họ là ai. Và mình nói điều đó có ảnh hưởng gì đến cả đạo giáo hay không, mình cũng không còn nhớ nữa. Mình làm xong để mà thỏa cái sự tức giận của mình thôi. Mà mình quên rằng, nhưng không chết người trai lính trẻ, mà chết người gái nhỏ hậu phương. Cách đây 2 ngày, có một Phật tử lên nói Pháp Hòa là bây giờ con không ưa cái người đó, con có thể phô trương cái chuyện xấu của họ được không? Thì Pháp Hòa không trả lời, mà Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đạo hữu không thích cái người đó, họ đang đứng ở cây xăng, họ đổ xăng, đạo hữu lại cầm một viên quẹt châm vô cái đó, mục đích là mình nổ chết cái người mà mình không ưa. Nhưng mà chỉ có phải chỉ chết cái người mình không ưa không, hay là cả một cây xăng đó nó nổ rồi ảnh hưởng biết bao nhiêu những cái người xung quanh? Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi. Đạo hữu hãy quán chiếu Pháp Hòa muốn nói gì. Bây giờ quý vị có nhận được cái điều Hòa nói không? Có nhiều khi mình tức một cái người đó, mình làm cho lợi gan mình, hả giận mình, bất bình, bất mãn, phải không? Mà mình bất chấp, rồi cuối cùng thì mình lại ôm một cái đau khổ cho chính mình. Và vì mình đã làm một cái điều nó quá xa. Cho nên cái thời kỳ này chính vì sao mà gọi là mạt pháp? Bởi vì chúng ta nhận pháp mà chúng ta không hiểu pháp. Đúng ra Phật pháp không bao giờ mạt. Phật pháp làm sao mạt được? Trong kinh Dược Sư quý vị nhớ không? Mặt trời dù có mọc ở phương Tây, mặt trăng mọc ở phương Đông, thấy không? Hay là thay đổi cái gì đó, lời của Như Lai cũng không bao giờ thay đổi. Pháp Phật làm sao mà? Nhưng mà chúng ta tiếp nhận nó một cách hời hợt, lật lạc, rồi mình pha chế đủ thứ thì bắt đầu nó mạt. Chứ còn pháp Phật không có mạt. Cho nên nếu mình hiểu, nhiều khi mình đang sống trong chánh pháp nhưng mà mình tiếp nhận chánh pháp không có một cách nghiêm túc, thì mình cũng có thể đi vào cái chuyện gọi là mình đưa cái chánh pháp mình tiếp nhận trở thành ra mạt pháp. Trước khi dứt, Pháp Hòa nói một câu thôi. Có một vị thiền sư nói như thế này: người tà nói pháp chánh. Quý vị nghe kỹ ha. Người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp.
Nếu cái đó mà là chánh pháp, nhưng mà rủi thay nó rơi vào một con người tà pháp, thì chánh pháp cũng bị họ bóp méo, họ làm cho nó thành ra tà pháp. Nhưng nếu cái vị đó là cái người nắm vừa giữ mạng mạch của chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp, cái pháp tà mà lọt vô tai họ, tà pháp cũng họ được biến đổi, làm cho nó thành ra chánh pháp. Pháp Hòa ví dụ, người ta nhờ mình đi tới, người ta nhờ mình coi bói, giải sâm. Thì đúng ra là Phật giáo là không có chuyện này à. Phật giáo là không có bàn sâm, không có đoán điềm, giải mộng, giải sao trai hết á. Tại làm sao mà không giải? Bởi vì khi mình té rồi người ta tới, người ta hỏi mình anh có sao không, thì mình nói dạ không sao. Mà không có sao thì mắc gì cũng sao. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái người đó họ đang đi vào cái pháp tạm, tạm thời mình gọi là pháp tà nhé. Nhưng mà bây giờ anh ta muốn mình giải xong cái mình dở ra câu rồi mình đọc: Long lân quy phụng báo lành, Quan Âm mà xuất hiện là tạo thành đế vương, thuyền từ đợi bến sông Thương, khéo tu thì mở trăm đường mình đi. À bây giờ mà cái mình bây giờ đây, cái câu này mà gặp mà ông tà là ông giải khác nha. Gặp ông chánh ông nói thấy không, tốt lắm, tứ linh là long lân quy phụng, từ bi hỷ xả, long lân quy phụng báo lành. Người mà sống có từ bi hỷ xả thì lo gì không lành không an. Mà người sống lành sống an rồi thì thênh thang vạn nẻo đường. Tà pháp lọt vô cái tay của ông chánh pháp thì tà pháp thành chánh pháp. Mà bây giờ chánh pháp là kinh điển của Phật, nhưng mà lọt vô cái ông tà rồi thì ông diễn tùm lum hết, ông làm đủ trò hết để mà ông tìm lợi, ông tìm cái sự mà gọi là lợi dưỡng cho họ, hoặc là không đưa đi người Phật tử đi trên con đường chánh đạo. Thôi thì mình để dành mấy câu hỏi này cho ngày mai, tại vì bây giờ nói nữa là tới 10 giờ sao, mà lương trả là nãy giờ hết nửa tiếng rồi. Mình xứ Mỹ mà mướn clean là không có làm chuyện khác. Quý vị mệt chưa? Vậy bây giờ quý vị hiểu chánh pháp tà pháp chưa? Bây giờ mình thấy đạo Phật là không có cầu an cầu siêu, đâu có sao đâu. Phật tử muốn cầu an về chùa tụng kinh cầu an, vô ngồi xuống tụng kinh, tụng phẩm phổ môn. Trong phẩm phổ môn có một câu: nếu người nào mà trôi dạt trên sông trên biển gì đó, người nào cũng hốt hoảng hết, tự nhiên có người bình tĩnh hơn: các người đừng có sợ, hãy niệm Quan Âm đi. Cái câu nói hay vô cùng. Người ta đang sợ hãi khủng hoảng quá, mình cho người ta cái không sợ hãi là Don't worry. Tức là biểu người ta mình cái đó gọi là vô úy thí: các vị đừng có sợ, hãy bình tĩnh. Ở đây quý vị sống mấy chục năm rồi, quý vị đã trải nghiệm ra động đất chưa? Có rồi. Nhưng mà mỗi lần vậy mà con mình nó sợ thì mình lại chấn nhiếp nó: đừng có sợ. Một cuộc sống của mình đó, nó có cỡ nào đi nữa đó, nhưng mà mình khéo léo mình balance nó lại thì nó cũng sẽ yên thôi. Mình đang đi trên một chiếc thuyền đông người, chiếc ghe đông người, mà lúc đó phải án binh bất động, đừng có nhúc nhích. Chỉ cần lệch lạc một cái là nước nó vô. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi đám á,
có những cái đám nhà nghèo mà người ta ở dưới quê, bên sông, bên cồn, bên... Rồi người ta mời nguyên cái đoàn Phật tử đi tụng kinh cho người ta. Mình đâu có nỡ lòng nào mà kêu ghe cho nhiều gia chủ trả tiền chết. Kêu có một chiếc ghe, cái xuồng ba lá đó, mà mười mấy người lên. Trời đất ơi, ta nói ban đêm ban hôm là dít một cái là nước nó vô. Có một cái bà cụ bà ngồi cái bên, bà nói chờ tao lại mày. Mà nói không ạ, tao lại mày, mày đừng có nhúc nhích. Mày đi mày chết đó, tao sanh không kịp đền má mày. Đó là... Mà lúc đó là ngồi im, không có ai dám nhúc nhích gì hết á. Mà lúc đó là làm gì phải không? Nam Mô Di Đà Phật, con đi tụng kinh đám, con có làm gì hết á. Là làm sao cho con trôi tấp vô tới bờ yên ổn. Lúc đó tâm mình là chỉ niệm, họ không có dám nhúc nhích gì hết. Tấp vô tới đó. Người nào mà sợ ma, niệm Quan Âm, niệm Phật, ma nó chạy. Biết sao không? Bởi vì khi mình sợ ma nghĩa là tâm mình nó đang giao tiếp với con ma. Mình càng đi nhanh thì cảm giác con ma nó đi ở sau lưng mình á, hình như nó nhanh lắm á. Cái hồi đó mà khoái đi tụng đám lắm, mà có một cái bệnh là không dám nhìn hình người chết, tại vì nhìn họ sao cứ nhìn mình hoài. Không biết quý vị có cái experience, cái kinh nghiệm đó không? Cái người sống người ta treo mình không cảm giác họ nhìn mình nha. Mà hãy cái hình mà người nào mà chết rồi, cái sao mà mình đi tới đây. Mà cái tật càng sợ thì là phải càng nhìn. Mà càng nhìn họ hình như họ nhìn mình. Sợ. Thì khi mà bây giờ trong kinh nói là niệm Phật như vậy đó. Khi mình niệm Phật nghĩa là bây giờ mình nhớ. Nhớ Phật. Mà nhớ Phật thì mình quên. Quên ma, cái ma nó hết. Cái đó trong nhà Phật gọi là gì? Trị cái vọng tưởng của mình. Cho nên cái phẩm phổ môn mà nói theo duy thức học á, là cái phẩm trị cái bệnh tưởng. Chúng sanh mình tưởng nhiều lắm. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng. Đó là tưởng đó. Cho nên nó là trong kinh Phật á, mình đến chùa mình cầu an là mình tụng cái đó để mình biết rằng à, nhờ như vậy đó mình đưa cái người Phật tử đó, họ mới đầu họ tin là đến chùa có cầu an cầu siêu, tụng riết chập. Quý vị để ý coi, những năm đầu tiên là trời danh sách cầu an linh láng, tụng muốn chết luôn. Sau một thời gian đó là những người Phật tử thuần thành là hình như rút tên hết. Ta bây giờ người ta thuần rồi. Những người Phật tử thuần thành ta hiểu rồi, an hay không là mình chứ không phải thầy cầu mình an, ta rút hết. Bây giờ chỉ còn lại những người sơ cơ mới bắt đầu. Nhưng mà những người mà bây giờ đã rút tên đừng có cười họ nha. Những người đó là hóa thân của mình đời trước đó. Tại trước kia mình có y hệt vậy nè. Mà sở dĩ về nay mình rút tên là vì mình hiểu đạo. Mình thấy, mình thông cảm cho họ. Thấy không? Mình thông cảm cho họ, mình biết đây hình ảnh của tôi ngày xưa nè. Tôi chưa hiểu đạo tôi giống vậy đó. Mà thậm chí mà lên chùa mà mình ghi tên cầu an mà không ghi, biết ghi làm sao mà ghi lộn qua cầu siêu nữa. Rồi chẳng những như vậy mà tuổi mà ghi trật nữa chứ. Mới đây đây, hôm qua hôm kia về có con cô. Cổ đọc cái năm sanh của cổ là 57. Không biết ai ghi nhầm 75. Vậy mà cổ không yên. Hỏi thầy coi có sao không? Nói trời ơi có sao đâu. Lấy cái đồ quẹt cái là sao gì nó cũng sẹt lại hết. Hiểu như vậy đó là mình không có gì buồn hà. Lên chùa cầu siêu mà người ta tụng cho người thân của mình siêu. Người thân siêu chưa biết mà người sống ngồi nằm ở gì quỳ đó cúng là thấy siêu từ từ rồi đó. Tại vì sao? Hiểu quá trời quá đất luôn. Hiểu sao? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Đừng bỏ em một mình, sờ lành lắm anh ơi. Vậy mà coi ngày ông thầy nói chu cha chồng chết, có khả năng rước thêm người ra.
lập tức hỏi thầy ém cách nào thầy. Vậy mà lúc đầu là đừng bỏ em một mình, để em chết theo anh. Cho nên là mình thấy rõ ràng, khi mình hiểu mình đi chùa, cho nên trong nhà Phật á, tất cả những cái hình ảnh là phương tiện đó. Để quý vị hiểu chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Giờ mình có thời gian nữa không? Thôi còn có 15 phút rồi. Ở đây có ai biết hát hò gì không? Các vị đừng có hiểu lầm, em hỏi vậy đâu phải để đưa em lên. Thầy trụ trì đây biết hát không? Thầy mới đi Ấn Độ về mời thầy ra hát bài nhạc Ấn. Hồi chiều thầy nói tôi mới đi Ấn Độ về, thầy ngửi tôi còn mùi cà ri không? Thôi bây giờ những câu hỏi này cũng có nhiều câu hay lắm, mình sẽ để dành cho ngày mai. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Thì mai mình sẽ gặp ở Huệ Quang lúc 7 giờ. Chứ bây giờ nhiều câu hỏi lắm, mà câu nào cũng hay hết á. Cái này nó giống phim Tàu vậy nè. Nó sẽ hết ngay cái chỗ đánh một cái rầm văng ra mà không biết chết hay sống. Sau rồi nó chạy chữ, cái mình muốn biết coi cái cuốn này nó ngày mai sao, coi tiếp. Thôi bây giờ mình sẽ dừng ở đây ha. Hát bài hả? Không ai cứu bồ hết hả? Nhờ quý vị muốn nghe cái gì? Thôi bây giờ mời đại chúng mình chắp tay lại để mình nghe một bài hát. Tại bài hát này phải chắp tay nó mới hay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thôi bây giờ tối nay tối thứ sáu và đại chúng sau 5 ngày làm việc mệt mỏi, lẽ ra là quý vị có quyền đi về nghỉ, nhưng mà quý vị có tình thương lớn với Pháp Hòa, quý vị tội nghiệp ở xa tới mà nói không ngồi ủng hộ thì cũng tội, quý vị cũng ráng ngồi suốt gần 2 giờ. Thôi Pháp Hòa xin hát một bài cho quý vị nghe. Dạ thì bây giờ con hát cho nó hết giờ. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa đến đây để thăm quý vị, và đặc biệt là kính đảnh lễ Vấn An Sức Khỏe và Thượng Viện Chủ. Thì lẽ ra là ngày hôm nay Hòa Thượng cũng hơi mệt, nhưng mà hồi nãy Hòa Thượng cũng có ra để cho Pháp Hòa được thăm Ngài và ngồi uống chút trà với Ngài. Bao nhiêu đó thì mình cũng thấy được cái đạo tình của một bậc trưởng thượng đối với người nhỏ. Ngồi trong bàn thì cũng có các thầy trẻ,
Thì Hòa Thượng nói tôi thấy quý thầy còn trẻ mà làm được việc hoằng pháp thì tôi rất là mừng. Thì đó là một cái lời khuyến khích của Hòa Thượng đối với những người hậu bối của Ngài. Và chúng con luôn luôn rất là hạnh phúc, rất là mừng khi mà cuộc đời tu của chúng con trên bước đường làm đạo mà thỉnh thoảng còn được gặp các bậc tôn đức, và lúc nào cũng rủ cái lòng thương xuống cho tất cả chúng con, hộ trì cho chúng con làm đạo. Thì đó là một cái an ủi rất lớn, và đó là một món quà rất lớn cho chúng con. Chúng con kính nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho Hòa Thượng, tứ đại được thường hòa. Nguyện cho Hòa Thượng sống lâu ở đời, và chúng ta gọi là cửu trụ ta bà, để mãi là một cây cổ thụ cho tất cả. Mặc dù bây giờ Ngài không làm gì, nhưng mà Ngài chỉ cần cầm cây gậy đi tới đi lui thì mình cũng khiếp vía, mình hộ trì mình một chút. Và kính nguyện Hòa Thượng luôn được an vui sức khỏe, cũng như chư Tăng Ni ở đây luôn luôn sát cánh với Hòa Thượng để làm Phật sự. Tất cả quý Phật tử ở vùng này nói chung và ở nơi đạo tràng này nói riêng luôn được an lành, và đặc biệt là nhờ cái ân đức của Hòa Thượng mà quý vị tiến tu. A Di Đà Phật. Thì bây giờ mình hát một bài mà quý vị muốn nghe. Vọng cổ. Cổ nghĩa là gì? Xưa. Mà xưa thì phải hát nhạc cũ. Giờ mời quý vị nghe lại bài cũ. Thôi quý vị, tối nay mình hát bài bài gì? Buồn Cau Quê Ngoại được không? Được không? Dạ rồi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui với hàng cau say trái, với bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già. Có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm não cho đến trọn đời, tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau hết trái, buồn trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cau để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao trầu. Nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá
thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoài xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Dạ thầy nói là thôi được rồi để tôi. Bán cái vậy hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó qua giọng ca của Thượng Tọa Giảng Sư hay quá họ quý vị ha. Bây giờ để thay đổi không khí thì nếu mà theo yêu cầu của Giảng Sư thì thầy sẽ hát bài Đi Tu được không? À, nghe tất cả mình ngồi lên nghe thầy hát bài Đi Tu. Thầy đứng ở đây. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chớ. Ngồi tụng kinh cái đầu dính mà đôi mắt lim dim. Trong lúc ta đi thiền hành, nào trời trong gió mát. Ước mong sao tâm trí thanh cao, mong thoát ra vòng trần lao. Được không quý vị? Thôi để tôi toàn nghĩ chứ không hát hoài mất công ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chà Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa đại chúng, thay mặt Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Quan Âm Bồ Tát Đầu Ti và Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni và toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện ngày hôm nay, xin thành thật cảm niệm công đức Thượng Tọa đã hoan hỷ về chùa Quan Âm chúng tôi để mà trao đổi một thờ pháp. Nguyện thần phương chư Phật chư vị Bồ Tát hiện nay đang thủy từ gia hộ cho giảng sư sức khỏe dồi dào và luôn luôn truyền đạt chánh pháp cho hàng Phật tử hậu học trên con đường tu học cần cầu giải thoát. Ngưỡng mong mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa Giảng Sư A Di Đà Phật. Và hôm nay Phật tử có món quà để trao tặng lại cho Thượng Tọa Giảng Sư. Xin Thượng Tọa Giảng Sư gian sử niệm nhờ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, hôm nay chúng có con nhân duyên lành được thầy quá bộ về chánh điện chùa Quan Âm để cho chúng con một bài pháp. Thật là một hạnh phúc lớn lao cho chúng con Phật tử chùa Quan Âm và Phật tử vùng Orange County này. Được sự chỉ dạy của Hòa Thượng chúng con xin phép dâng lên kính dâng chút tịnh tài của tất cả các anh chị em chúng con ở đây và vắng mặt nữa để thành kính chúng người thực tọa chúng ta chứng minh cho chúng con. Như là Phật xin nay lại cũng dừng trại và như là Phật kính bạch trên Hòa Thượng cũng như chư đại đức tăng ni hiện tiền. Hôm nay con được về đây là thăm Hòa Thượng và thăm quý Phật tử là con rất là vui. Và những gì mà con nhận ở đây đó là con đã nhận rồi. Nhưng mà xin cho con được một cái phước là con được cơ hội cúng dường để trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Quan Âm này. Nếu mà được sự chấp nhận của Hòa Thượng cũng như quý thầy quý cô ở đây thì thật là một cái phước cho con trên cái con đường mà tu học của mình. Con kính mong Hòa Thượng và quý Thượng Tọa với đại đức Tăng Ni hoan nghỉ cho con. Xin cho con được cái phước là con được cúng dường Tam Bảo ở đây để mà mai mốt con còn gieo duyên ở vùng Cali này, mà lỡ con đi đâu con cũng có thắp vô con xin cơm được. Thay vì là Phật xin quý thầy quý đây là vùng quan hệ. Dạ. Thầy xin thầy chứng minh cho rồi, con. Rồi, chính chứng rồi, con chứng xin rồi. Phép thầy con thay mặt tất cả các vị này thầy cho con phải nghe. Dạ không, dạ bác. Bác ơi, bác hô Phật đỡ bác dậy đấy. Được rồi bác, dạ được rồi.